Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Có tất cả là 13 cái hạnh đầu đà. 13 hạnh đầu đà thì có liên quan đến y thì có mấy hạnh quan đến mặt, có mấy hạnh liên quan đến mặt, đó là có hạnh mặc y phấn tảo, y chắp vá, hạnh mặc tam y. Và hai liên quan đến ăn là 3, 4, 5, 6, 7, và năm cái hạnh là liên quan đến vật thực, những cái liên quan đến thức ăn. Từ hạnh thứ 8 đến hạnh thứ 12 là liên quan đến chỗ ở, liên quan đến chỗ ở. Thì tất cả các cái hạnh đầu đà này là những cái hạnh đứng hàng đầu trong các cái pháp khổ hạnh. Thì đây là những cái pháp dẫn đến cái đời sống thiểu dục chi túc cao độ nhất của trong giáo pháp của Đức Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không có tán thán những cái khổ hạnh ép sát, những cái nỗi khổ hạnh cực đoan thì Đức Phật không có tán thán. Nhưng mà những cái sự tu khổ hạnh để diệt trừ các cái tâm tham ái, các cái tâm tham dục, các cái tâm tham nó sinh khởi, thì Đức Phật tán thán. Đức Phật tán thán những cái đời sống chi túc, đời sống thiểu dục. Và những cái một cái hành giả mà muốn thực hành được một cái pháp, nhất là những người thực hành các cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thì cái đời sống đơn giản, cái đời sống chi túc, đời sống thiểu dục này nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp hành một cách rất là nhanh chóng, thành tựu được những cái pháp chứng đắc, chứng ngộ, chứng đạt được pháp một cách rất là dễ dàng. Thì bởi vì là cái chúng sinh ở thế gian thì bị dính mắc bởi những cái món vật dụng rất bình thường như thế này. Đó là dính mắc về cái y phục, cái mình có mặc bao nhiêu đồ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ăn cũng vậy, ăn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Và mình sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức cho cái việc thức ăn, chỗ ở, y phục. Vì vậy nên là cái hạnh đầu đà, 13 cái hạnh đầu đà là những cái hạnh mà mình từ ước những cái đời sống tham cầu hưởng thụ những cái vật dụng đấy. Và mình sẽ dùng những cái vật dụng này ở cái mức tối thiểu nhất, tức là mình dùng nó, chỉ cần dùng nó đủ một cách, tức là giảm bớt tối đa cái nhu cầu, các cái nhu cầu về cái vật chất, cái đời sống vật chất này. Thì cái sự giảm bớt đấy để mình giảm bớt được những cái vướng bận, những cái vướng bận về cái đời sống, phục vụ cho cái cuộc sống của mình, phục vụ cho cái thân của mình. Y phục nó phục vụ cho cái thân của mình, vật thực thức ăn nó cũng phục vụ cho cái thân của mình, chỗ ở nhà cửa nó cũng phục vụ cho cái thân của mình, cái sự ngủ nghỉ nó cũng phục vụ cho cái thân của mình. Và cái người chi túc biết đủ thì không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Còn đối với những cái người không có lòng chi túc thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng, không bao giờ cảm thấy hài lòng về cái sự ăn ở. Có bao nhiêu mình cũng vẫn thấy thiếu, vẫn cứ tích góp, vẫn cứ tầm cầu, vẫn cứ mong muốn nó có thêm nữa, có thêm nữa. Và cho đến chết không bao giờ mình được thỏa mãn. Thế một cái người mà còn cái tâm tham đắm ở thế gian, cho đến ngày chết họ cũng không thỏa mãn được về cái ăn mặc ở này. Và một cái pháp có thể đối trị lại được với này, cái sự dính mắc với cái này, chú xứ vật thực y phục này, đó chính là cái đời sống thọ các cái hạnh đầu đà này. Mặc dù cái hạnh này là cái hạnh nhà
một cái người có thể tự nguyện thành cái hạnh này. Hạnh này là những cái hạnh không có bắt buộc, những cái giới luật không có bắt buộc. Đây là những cái giới luật, người nào cảm thấy phù hợp thì áp dụng, thì thực hành. Và cũng không bắt buộc với tất cả mọi người, có thể thực hành bất cứ một hạnh nào được. Đấy, hoặc là một hai hạnh, hoặc là tất cả các hạnh đấy, thì chỉ một vị tỳ kheo thì có thể thực hành được tất cả các hạnh. Còn đối với những cái hạnh liên quan đến chỗ ở này thì nó phù hợp với một người nam tỳ kheo chứ nó không phù hợp. Còn người nữ thì lại không có áp dụng được những cái hạnh liên quan đến chỗ ở độc cư này. Vì tất cả những cái hạnh liên quan đến chỗ ở đều là cái hạnh ở một mình, ở độc cư, ở nơi thanh vắng. Những cái hạnh này thì chỉ phù hợp với nam giới. Thì cái hạnh ở trong rừng thì cái người này, cái hạnh thứ 8 là ở trong rừng. Thì cái người mà thọ trì cái hạnh đầu đà ở trong rừng này thì vị đó cũng phải phát nguyện, còn xin nguyện sống ở trong rừng. Chỉ đơn giản như thế, có thể nguyện trước ban thực phẩm, trước một cái vị tỳ kheo hay một cái người đang thực hành khổ hạnh. Thì cái sự định nghĩa về rừng ấy, nó là một cái nơi nó cách xa xóm làng, cách xa xóm làng khoảng chừng 500 cây cung trở đi là nó có thể được gọi là rừng rồi. 500 cây cung tức là khoảng 500 mét trở đi là đã được gọi là rừng, là không quá gần gũi với làng. Hoặc là có một người có cái sức khỏe tốt, người ta cầm hòn đá người ta ném bằng cái tầm ném đá đó. Ném đá thì người ta chỉ ném cách xa được mấy chục mét thôi, thì vẫn được gọi là rừng. Nên là chỉ cần có một cái khoảng cách giới hạn nào đấy với lại cái xóm làng, với lại những cái nơi mà có dân cư ở, vậy là được gọi là rừng. Bởi vì là chỉ cần mình đến một cái nơi yên tĩnh, có cây cối mọc um tùm, đấy là được gọi là rừng. Thì nếu mà ở xa, trong mình mà đi vào trong rừng sâu quá thì nó sẽ bất tiện cho cái đời sống khất thực. Bởi vì nhất là cái đời sống tu sĩ, cái đời sống của người xuất gia là đời sống khất thực. Thì sống, nếu mà sống ở trong làng thì nó sẽ bị cái tiếng động, tiếng ồn ào, người qua lại, người làm việc làm náo loạn tâm. Thế vì đó sống ở trong rừng thì sống cách xa dân cư ra một chút, là cái nơi yên tĩnh, thanh tịnh, vắng vẻ, nơi đó được gọi là rừng. Nếu như có việc cần vào trong làng thì cái vị đó phải rời làng trước làng đông. Nhưng mà nếu mà mình mà ở quá một ngày một đêm ở trong làng thì là cái khổ hạnh nó bị phá vỡ, tức là giống như bị phá giới. Khi mình đã phát nguyện sống ở trong rừng là mình đã thọ trì cái giới sống ở trong rừng, thì cái vị đó luôn luôn ngày nào cũng phải sống ở trong rừng, ngày nào sống ở trong rừng. Nếu như có việc cần phải vào trong làng thì trước cái giờ rạng đông mình phải trở về được, trước cái giờ sáng ngày hôm sau, chứ mình không được sống một ngày một đêm ở trong làng. Đời sống ở trong rừng đấy được làm cái chú sư vui thích cái đời sống ở trong rừng. Và cái hạnh này nó có 3 cấp. Cấp 1 là sẽ trở về rừng trước lúc bình minh, tức là cái vị này từ cái lúc mà thọ trì thì cái vị đó sẽ không bao giờ sống xa lìa rừng một ngày một đêm nào hết, không bao giờ xa lìa rừng một ngày một đêm. Có việc gì phải vào trong làng, vị đó sẽ sẵn sàng trở về trước khi trời sáng rạng đông ngày hôm sau, để không có bị ni rừng, giống như là một cái người giữ tam y là không được xa lìa y trước cái giờ rạng đông, trước cái giờ bình minh. Thì nó có đi đâu phải mang theo được cái tiếng y đi, nhưng mà rừng thì đi đâu không mang theo được. Vì vậy cho nên là phải trở về rừng. Còn y thì đi đâu mang theo được, nên là mang theo bên mình được. Nhưng mà đối với một số người có thể an cư ở trong làng 4 tháng mùa mưa, là cái 3 tháng hạ, 4 tháng hạ. Vì mùa mưa ở trong rừng nó cũng bất tiện, mà không có chỗ che mưa che nắng thì không che chở, không có nhà cửa che chở thì mùa mưa sẽ không chịu được. Vì nó có thể vào trong làng 4 tháng mùa mưa thì có thể ở trong làng. Trong làng là ở một cái chú xứ có nhà cửa thôi để che mưa. Và ở cấp 3 thì có thể ở làng luôn cả mùa đông,
là cõi có thể là có mùa đông nó lạnh thì bị đầu ở trong rừng nó cũng bất bất tiện, không có nhà cửa che chở thì ở được. Thì đó ở trong rừng thì bị đó có thể có một cái mùng, thì sống ở trong rừng có thể là dùng cái y của mình chăn lên che che xương, che xương che nắng, thì nó có thể sống ở sống đơn giản như vậy, sống ở trong rừng. Có thể ở trong làng, đấy là ba cái cấp độ của cái người thực hành cái pháp khổ hạnh là sống ở trong rừng như vậy. Là có những cái nơi có rừng để mà ở, nhưng mà có nơi chẳng không có rừng. Như ở Thái Bình thì muốn có cái rừng mà trú ngụ không có, không có rừng vì vậy phải trồng cây nhiều, biến chùa thành rừng. Cái lợi ích của cái người mà sống ở trong rừng đó là dễ dàng chứng đắc thiền. Cái người sống tu ở trong rừng là vậy, người ta rất dễ dàng thành tựu được các cái pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán. Người sống ở trong làng thì nó hơi khó khăn, bởi vì cái tiếng ồn ào bên những cái sự tiếp xúc với những nhân gian nó sẽ làm cho cái tâm bị động, nên là rất khó đắc thiền. Còn người mà sống ở trong rừng thì tu thiền nó dễ dàng. Và trong rừng một cái là tự nhiên cái tâm nó tĩnh xuống, nó còn đang sang, không còn vọng động, không còn không còn cái gì nó làm cho cái tâm của mình bị náo loạn nữa. Nhưng vào trong rừng cái tâm nó yên tĩnh, tĩnh mịch, dễ tu dễ chứng. Cho nên là khi mà Đức Phật gặp hai vị tỳ kheo, Đức Phật đã từng nói là ta khi ta thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở trong làng và ta không hoan hỉ, còn khi ta vào trong rừng ta thấy một cái vị tỳ kheo đang nằm ngủ ở dưới gốc cây thì ta sẽ và ta hoan hỉ hơn. Bởi vì khi ta nhìn thấy một cái vị hành thiền đang ngồi thiền ở trong xóm làng thì lúc đấy ta suy nghĩ rằng cái vị này ngồi thiền sẽ không được bao lâu, rồi những đứa trẻ ở trong làng nó sẽ kéo đến và nó nô đùa, nó sẽ làm cho vị đó phải xả thiền, hoặc những người cư sĩ người ta sẽ đến thăm vấn cái vị đó và cái vị này sẽ phải xả thiền, vị này không thể ngồi thiền lâu dài được. Còn khi gặp một vị tỳ kheo mà đang ngủ ở trong rừng thì ta suy nghĩ rằng cái vị này do thực hành thiền mệt mỏi cho vị đó nghỉ ngơi, vị đó có thể ngủ một giấc, và khi mà ngủ một giấc vị đó tỉnh táo có sức lực trở lại. Khi vị đó tỉnh dậy vị đó lại tiếp tục hành thiền, và sự hành thiền của vị đó không có ai làm đến để làm chứng giác cả. Vì thế nên là Đức Phật tán thán những người ở trong rừng, nên là cái câu là tăng trụ thành hoàng Phật tổ a, tiên hiền đô thị ẩn nhan a, sơn tuyền lưu suốt nhân gian khứ, thanh thủy y nhiên thành trực ba. Có nghĩa là tăng mà ở cái nơi thành phố thành thị thì Phật tổ mắng bậc tiên hiền xưa nay đều ở ẩn nơi núi rừng, bởi vì giống như là nước ở trong núi ấy thì nó thanh tịnh, nó thanh khiết tinh khiết núi, nhưng mà khi cái nước đấy nó chảy ra cõi nhân gian thì nó trở thành nước nhơ đục. Cũng vậy, cái tâm của một cái hành giả mà ở trong rừng ấy, thì nó thanh tịnh một cách tự nhiên, bởi vì nó không có những cái pháp hấp dẫn, nó không có những cái cảnh trần, không có những cái cảnh trần nó làm động tâm bị được, không có cái cảnh sắc thanh hương bị xúc tác nó làm chướng ngăn, không có những cái cảnh khả ái và khả ố. Nó có hai cảnh, những cái cảnh khả ái thì nó làm cho vị đó sinh ra tâm tham đắm chấp trước đắm nhiễm, những cái cảnh khả ố là những cái ngoại cảnh không vừa lòng, nó làm cho vị đó sân giận bực bội tức tối buồn phiền, thì những cái tâm đấy là gọi là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm nó khó hột được. Còn vào trong rừng thì nó hai cái cảnh đấy, cảnh khả ái nó không có, cảnh khả ố nó không có, không ai là phiền não cả. Vì vậy là một người muốn hành thiền có kết quả vì đó thì một cái nơi yên tĩnh vắng vẻ, nó như là một cái nơi ở trong rừng. Vậy thì cái nơi đấy nên có nhiều cây cối, rừng núi, cách xa. Không nhất thiết là mình cứ phải tìm vào rừng sâu núi cao, nơi có cỏ,
beo gùm sói mới gọi là rừng. Mà rừng rất là đơn giản, cách xa cái khu đà dẫn đà 500 cây cung là tối đa, 500 cây cung hoặc là một cái tầm ném đá, một cái người ném đá, vậy thì nó cách khoảng 100 mét, 200-300 mét, 500 mét, 1-2 cây số, 5-10 cây số đều được gọi là rừng ấy. Có cái khoảng cách như vậy thì cái người đó là cái người sống nơi an tịnh, dễ chứng đắc thiền, bảo vệ được những pháp thiền đã chứng. Là cái người nào mà đã chứng thiền rồi, nếu cái người đó cứ ở trong rừng ấy, thì cái pháp thiền nó sẽ được duy trì và phát triển. Cái định lực của cái người ở trong rừng rất là thâm sâu, bởi vì cái vị đó ăn thì chỉ có mỗi việc hành thiền ấy. Không có đi xem phim, không có nói chuyện điện thoại, không có tiếp khách, không có vẻ lo công việc này việc kia, không có phải buồn phiền, không phải bận rộn, tránh được tất cả những cái bận rộn. Cho nên vị đó luôn luôn được an trú ở trong các tầng thiền, cho nên các tầng thiền ấy nó luôn luôn vững vàng, và các cái tầng thiền nó không có bị suy yếu, mà nó luôn luôn được mạnh mẽ, cho nên nó bảo vệ được những cái pháp thiền đại chứng và được chư Phật hài lòng. Bởi vì Đức Phật ngày xưa cũng khi mà đi xuất gia lại vào rừng để tu, đâu có tu nhân ra. Đức Phật là một cái đời sống của chư Phật gắn bó với rừng. Khi sinh ra thì ở vườn lâm thì đi với gốc cây, khi mà đi tu thì ngài cũng ngồi ở dưới gốc cây với cội bồ đề, cũng ở trong rừng, trong cái nơi thanh tịnh vậy. Khi thành đạo cũng ở dưới gốc cây, khi nhập niết bàn thì ngài cũng xuống về gốc cây để nhập niết bàn. Các cái vị đệ tử của Đức Phật thì cũng tu tập ở trong rừng, phần lớn là tu tập ở trong rừng. Những người nào mà đang trong cái giai đoạn mà thực hành, đang trong cái giai đoạn mà nỗ lực tu để chứng ngộ, thì sau khi mà được Đức Phật cho một đề tài thiền thì những vị đó đều lui sâu vào trong rừng để chuyên tâm thực hành cái pháp đó, cho đến khi nào mà chứng đắc được các cái pháp rồi thì những cái vị đấy có thể đi du hóa trong nhân gian cũng được. Còn ở cái giai đoạn đang muốn xa lìa cảnh trần thì đi vào rừng, tâm không bị dao động bởi ngoại cảnh, bởi vì ở trong rừng nó chỉ có cây cối, nó chỉ có đất đá, nó chỉ có những cái con vật chim thú, thì nó không, những cái ngoại cảnh đấy nó không làm cho mình bị dao động, không có làm cho mình bị dao động những cái ngoại cảnh đấy. Thế dù nó có đẹp mấy, nó cũng không làm cho mình bị đắm nhiễm, dù nó có xấu, nó cũng không làm cho mình bị sân bực bội. Cảnh ở trong rừng nó như vậy, nó không khác với cảnh ở nhân gian. Cảnh ở nhân gian là do cái tâm của mỗi người, mỗi ý, nhưng khi mà sống với nhau thì có cái sự hài lòng, có sự xích mích lẫn nhau, cho nên là tâm nó dễ bị cái cảnh ở bên ngoài nó làm, nó tác động, nó làm cho bị dao động. Còn ở trong rừng thì có nghĩa là vì nó cũng sống độc cư, sống ở trong rừng, giống như mình phải tìm một cái cánh rừng nào nó không có người qua lại, không có người ở. Còn nếu mà người trong rừng mà là cái nơi mà nó có nhiều người, người ta vào trong rừng, người ta canh tác, người ta làm ăn, thì cái nơi đấy mình không được đến, mình vẫn phải tránh. Khu rừng nào mà có nhiều người qua lại thì phải tránh, nó nhiều thú dữ thì mình cũng phải cẩn thận. Nhưng ở đây thì chẳng có rừng, chỉ có cánh đồng lúa. Tâm không bị dao động bởi ngoại cảnh, dễ dàng thực hành các pháp khổ hạnh khác như mặc y phấn tạp. Và khi mà ở trong rừng này thì có một mình sống một mình thì mình mặc cái gì cũng được, mặc vỏ cây cũng được, mặc y rách cũng được, chẳng cần phải đẹp, chẳng cần phải soi gương. Y nó có rách chẳng cần vá, cứ mặc kệ, tả tơi chẳng sao. Khi mà sống ở trong đàn thì lúc nào phải trau chuốt, chỉnh chu, xem là cái y nó có một cái vết nhơ thấy bất an. Ở trong rừng thì đời sống nó đơn giản như vậy. Khi mà đã sống được ở trong rừng rồi thì mặc y kiểu gì cũng được, y rách rưới cũng được, y đẹp chẳng cần, chẳng quan trọng, nó hôi hám cũng chẳng ai biết, mặc kệ, chẳng cần phải giặt, chẳng cần phải vá, chẳng cần gì cả. Vậy nó dễ sống như vậy, nó tự do tự tại, đấy mới gọi là thoát tục, không có sự ràng buộc gì hết, rất thoải mái.
thực hành được cái hạnh ở trong đường nào, mình thực hành các cái hạnh khác nó cũng dễ, nó dễ dàng theo. Cái này lợi ích như thế. Cái hạnh thứ 9 là hạnh ở dưới gốc cây. Ở dưới gốc cây được thọ trì bằng cái cách phát cái nguyện, con nguyện theo cái hạnh ở dưới gốc cây. Thì cái vị này sẽ đi tìm một cái gốc cây nào đấy phù hợp với mình. Một cái gốc cây thì nó phải có tán lá để nó che mắng, chứ cái gốc cây nó cũng không thể che mưa. Có thể ở dưới gốc cây, ngồi thiền dưới gốc cây. Đây là cái hạnh mà Đức Phật thực hành. Đức Phật sinh ra ở dưới gốc cây Bồ Đề. Mình đi xuất ra khi mà tu hành thì ở dưới gốc cây Bồ Đề, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Mà khi nhập niết bàn thì dưới gốc cây Tana, thứ hai hàng Tana sóc thọ. Hạnh ở dưới gốc cây là cái hạnh dễ dàng nhất, đơn giản nhất, có mình có thể thực hiện được, thực hành được hạnh này. Nhưng cái người ở cái gốc cây thì nên tránh một số loại cây, như là cây gần đường đi. Cái cây nào nó gần đường đi thì mình cũng không có nên ở, vì nó bị cái tiếng động, bị tiếng ồn, và bị những cái người, người ta đi qua lại, đi qua lại người ta, người ta sẽ làm phiền, dễ dàng bị làm phiền cái gốc cây. Ngoài là những cái cây có thờ cúng, cây có thờ cúng thì mình không nên ở. Có thờ cúng thì sẽ có nhiều người, người ta đến đấy, người ta khấn khứa, người ta lễ bái, người ta bái lại, cầu cúng, cầu xin. Nếu mình ở đấy thì khi mà mỗi khi mà có những cái người đến cúng bái, cầu cầu khấn ấy, thì mình sẽ đụng chạm với những người đấy. Nhất là những người người ta tôn sùng những cái cây cối. Nên mình ở đấy mà có cái gì đó nó làm đụng chạm đến cái cây đấy chẳng hạn, thì người ta đến người ta trách, thì người ta thờ cái vị thần ở cây đấy, và người ta tổ chức các cái tế lễ nó sẽ đặt động tâm, nên tránh những cái cây có thờ cúng. Hơn nữa là những cây có thờ cúng thì có nhiều phi nhân, nhiều các cái loài ngạ quỷ đến đây. Nên tránh cây cao su. Cây cao su thì nó có mủ cao su, mà người ta hay đi cạo mủ cao su, cái lấy mủ cao su thì cũng độc, cây cao su thì nó cũng độc, cũng không tốt lắm. Nên là cũng tránh cây cao su, tránh cây có trái. Cây có trái thì ở đây sẽ có nhiều người đến hái trái cây. Cây có trái mà có chủ thì người ta sẽ lo là cái vị này ngồi dưới gốc cây, vị ăn hết trái của mình. Người ta lo, người ta sẽ ra, người ta xua đuổi mình. Và cái cây có trái mà không có chủ ấy thì cái người khác người ta lại nghĩ rằng cái ông này chắc ông ngồi đây thì có trái nào ông ăn hết. Người ta sinh ra cái tâm nghi kỵ với cái người đấy. Người ta sẽ tìm cách, người ta sẽ làm cho mình không được yên ổn. Vậy thì mình không nên sống ở dưới gốc cây có trái. Vì vậy cho nên ở chùa mình không nên trồng những cây có trái như vậy. Những người có trí thì không tán thán những cái cây có trái trồng ở trong chùa. Bởi vì khi cây có trái nó sẽ sinh ra rất nhiều cái phiền toái. Ví dụ có những cái người, những cái đứa thích ăn trái, nó phải mất cất công nó vào ăn trộm. Nó ăn trộm thì nó phạm giới, nó phạm cái nghiệp bất thiện. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, nhưng là cây có trái thì nó có giá trị. Người ta cũng nghĩ rằng là chùa làm kinh tế, em nghĩ là chùa tính toán kinh tế, chọn những cái cây có trái. Còn người ta có trái ngon rồi, người ta xin xỏ nó kia này, nó cũng không hay. Vì vậy nên là không nên trồng những cây có trái. Trong chùa chỉ nên trồng những cái cây có bóng mát này, thì nó rất là an. Còn những cây có trái thì nó sinh ra cái sự ganh tị lẫn nhau. Mà cái vị nào mà thấy trái ngon quá mà lại hái thì nó phạm giới. Người ngồi thiền cũng vậy, không nên ngồi dưới gốc cây mà nó có trái cây. Hoặc là nếu mà cái gốc cây, cái mùa mà nó không có trái thì mình có thể ngồi được. Nhưng mà đến cái mùa mình thấy trái chín xum xuê là mình phải tránh xa, không nên ngồi nữa. Chạy đến cái gốc cây mà nó không có trái. Cái cây bồ đề nó không bao giờ có trái cả, trồng cây bồ đề thì được. Cái si cũng không có trái được. Cái mít, cây xoài nó trái,
thì không nên trồng, tránh những cái gốc cây có trái, cây có nhiều rơi, cây có nhiều rơi mình cũng nên tránh, rơi nó bay cả bầm, nó kêu bầm bầm chít chít, mình ngồi nó cũng động. Và có nhiều lỗ hổng, nhiều lỗ hổng là rắn nó hay ở, nên mình ở trong cái cây cối cũng phải quan sát dưới gốc cây mà nó có những cái ụ mối, là rắn nó hay ở trong thân cây, nó mà có những cái khe ở, nó có những cái lỗ hổng thì là rắn nó cũng hay bò hay ở đây, ở đấy không khéo con rắn đạp vào nó sẽ cắn cái chỗ ở của rắn. Nên những cái cây này mình cần phải cháy, chọn những cái cây nào phù hợp thích hợp nhất để mình ngồi. Khi ngồi thiền ở dưới gốc cây nó cũng được chia ra làm ba mức độ. Cấp 1 là không được dọn dẹp gốc cây. Sống ở dưới gốc cây thì nó làm sao kệ nó. Mình đến đấy thì mình cứ thuận theo tự nhiên. Tự nhiên đã ban cho mình gốc cây như vậy, đến cứ vậy mà ở thôi, không cần phải dọn dẹp. Thì cái người này là cái người khổ hạnh bậc nhất, sống đơn giản nhất, đi đâu đỡ phải tốn công dọn dẹp, không phải đặt cỏ làm gì hết, không phải nhặt đất nhặt đá gì hết, có sao ngồi vậy, ngồi lâu ngày nó cũng nhẵn hết. Cấp 2 là có thể nhờ một người dọn dẹp. Nhờ người dọn dẹp đây là một vị tỳ kheo thì không được phép nhặt, không được phép chặt cỏ, không được phép bẻ cây, hay không được phép đào bới đất, thì phải nhờ người. Còn cư sĩ thì có thể tự mình dọn dẹp được. Người Phật tử thì cư sĩ thì mình tự ra mình dọn dẹp không sao. Còn đối với người đấy là tỳ kheo đi là không được dọn, không được chặt cây, không được đào đất nữa. Thì mình có thể nhờ một người khác dọn dẹp cho, để cho có được một cái mặt đất bằng phẳng. Đấy, mà mình ngồi ở cái mức độ cấp 3 thì có thể san sửa, làm một cái hàng rào xung quanh. Nên là có những cái người cẩn thận, thì khi mà ngồi dưới gốc cây mình đề phòng, có những cái mình đang nhắm mắt ngồi thiền có con cọp đến nó vồ, thì có cái người cẩn thận thì làm cái hàng rào xung quanh. Thì đôi khi ở trong rừng, ở trong gốc cây có những con thú nó hoang, đêm nó đi ăn. Đấy, mình đang ngồi đấy, cho nên thời ngày xưa có nhiều vị tỳ kheo đã bị thú nó vồ là do ngồi thiền dưới gốc cây. Có những vị đang ngồi thiền dưới gốc cây thì có con cọp nó đến và nó vồ, nó tha vị đấy đi. Có một nhóm tỳ kheo vào trong rừng vậy, rất nhiều người đã bị thỏ cọp tha đi, và có những cái vị mà cọp nó tha đi mà ăn rồi mà cũng các cái vị khác không biết, thì chỉ thấy cái số lượng tỳ kheo càng ngày càng vơi đi. Trong là về sau này mình khi mà vào thiền vào trong rừng tu tập, các vị giao hẹn với nhau là không ai được nói phát ra tiếng động gì hết, tất cả mọi người phải im lặng, vì giữ cái giao ước là im lặng, cho nên khi bị cọp tha các vị vẫn im lặng. Vậy là cọp tha nó ăn chẳng ai biết. Nên là lần sau các vị bảo thôi từ nay đến hết ai bị cọp tha thì chúng ta sẽ kêu lên để mọi người sẽ biết để đến cứu. Và đã có trường hợp có vị tỳ kheo bị cọp tha đi thì bị độc na lên thì mọi người chạy đến, nhưng mà con cọp nó khỏe và nó tha vị đấy, nó nhảy sang bờ, nó nhảy sang một cái dãy núi ở bên, và các vị tỳ kheo thì lại không có đủ sức để nhảy qua đấy như con cọp. Vậy con cọp nó thản nhiên ở bên kia, nó cứ ăn cái vị tỳ kheo này. Nên các vị tỳ kheo bên này dù ném đá dù là đánh động bao nhiêu, con cọp nó không bỏ ra. Các vị mới nói là thôi bây giờ chúng tôi vô phương cứu chữa rồi, hiền giả hãy tự lo cho mình thôi. Và có những vị thì bắt đầu lúc đấy mới thực hành thiền quán. Và có những vị khi mà con cọp nó ăn xong thì vị cũng chứng đắc A-la-hán luôn. Có con cọp nó ăn từ dưới lên trên thì vị nó cứ sống, vẫn cứ tập trung tâm vào quán, cái thân tâm là vô thường khổ vô ngã. Khi mà nó ăn lên đến trên là xong, là cũng tu xong, ăn xong vị tu xong. Có trường hợp thì có một vị thì kheo thì đang hành thiền ở trong rừng, nhưng mà cái vị này hành một cách rất là tinh tấn. Đó là khi mà vị nó thực hành thì nó cái hôn trầm nó đến. Khi mà hôn trầm nó đến thì vị đó đi. Vị đó đi mà đi khi nó mệt quá, đêm đấy vị đó hành thiền suốt đêm. Nhưng khi nó mệt quá thì vị đó bò ở dưới gốc cây. Thì có một cái người thợ săn, nó mới thấy cái gốc cây động rung rung dưới gốc cây. Thì nó lại tưởng là có con nai hay là con lợn rừng gì đây.
đang bò bò chơi, nó lên tên hoặc là lại bắn vị này mới hét lên một tiếng. Thế là cái tự săn nó biết là bắn vào người rồi, hỏi là ngài là ai, người ta là tỳ kheo. Thế là tự săn mà tôi, tại vì tôi không biết tưởng là một con heo nên tôi đã bắn nhầm ngài. Cái vị tỳ kheo là tôi bây giờ ngươi hãy rút cái khí giới này ra và hãy lấy một cái nắm cỏ, nhai một nắm cỏ đắp vào cái vết thương, rồi lấy cái y mà buộc vào vết thương để cho ta nằm lên cái tảng đá. Và cái vị đó nằm lên tảng đá bắt đầu hành thiền, chịu nhẫn lại cái kham nhẫn cái nỗi đau khổ đó mà thực hành thiền quán. Và vị đó đắc được quả A-la-hán ngay trong trước khi chết. Chết đắc quả A-la-hán vì ngồi thiền ở dưới gốc cây đấy là một cái sự mạo hiểm rất là lớn. Ngồi thiền thiền ở trong rừng và thiền ở dưới gốc cây đều có sự mạo hiểm rất lớn. Cho nên là có những cái vị thì vì sợ như vậy nên là phải làm một cái hàng rào xung quanh để bảo vệ che chắn, che chắn mọi cái nguy hiểm này. Còn có những vị gan dạ thì không cần thiết. Những cái vị gan dạ thì sẵn sàng ngồi dưới gốc cây, không cần sửa sang, cũng không cần làm hàng rào chắn thiết gì hết, để cho vị đó luôn luôn có cái thức tỉnh rằng là cái mạng sống của ta rất là mong manh, rất là vô thường, rất là giản đơn. Ngồi dưới gốc cây này đêm nay không biết sáng mai có còn hay không, vậy thì cũng phải để tranh thủ tận dụng từng cái khoảnh khắc thời gian, từng cái giờ phút ngắn ngủi để giữ cái chánh niệm trên đề mục. Chính vì thực hành như vậy mà sự chứng đắc nó đến một cách nhanh chóng dễ dàng. Đó là một cái sự gấp rút mà nó hỗ trợ cho cái tinh tấn, hỗ trợ cho cái tinh cần cố gắng. Một cái gốc cây là một cái hạnh rất đơn giản, chẳng cần nhà cửa gì hết. Cái gốc cây làm nhà. Cái lợi ích của việc ngồi, việc ở dưới gốc cây đó là không có tốn kém về chỗ ở, dễ kiếm và không nỗi nợ. Tại vì cái chỗ ở ấy nó không có đơn giản như một bữa ăn, nó không đơn giản như một cái tấm y. Để xây được một cái chú xứ, một cái thất để ở tốn. Xây bây giờ xây một cái thất cho Đức Phật này cũng phải tốn kém hàng tỷ đồng. Xây chùa cũng là cái thất để cúng gian Phật này, tiền tỷ. Còn xây một cái thất để một hành giả hành thiền cũng tốn hàng trăm triệu. Cái mức độ tốn kém để về cái chỗ ở nó lớn hơn là tốn kia để kiếm một bữa ăn. Kiếm được một cái chỗ ở nó khó khăn nhưng vẫn tốn kém nhiều, vì cái chỗ ở nó lại còn phải chống chọi được với cái bão tố thiên tai, chống chọi được với thiên nhiên, nó phải duy trì được lâu năm. Để có chỗ ở đơn giản không, nó còn phải ấm về mùa đông mà nó phải mát về mùa hè. Nhưng khi mà đã có chỗ ở rồi thì muốn nó phải đẹp, nó có nhiều cái muốn. Khi nó nhỏ thì muốn nó phải to ra, to rồi thì muốn nó phải có cái nhà vệ sinh ở trong. Nó nhiều cái phức tạp về cái chỗ ở. Nên chỗ ở nó là một cái phiền toái khó kiếm, khó tìm, khó chiều lòng. Có rồi lại không hài lòng, lại muốn nó phải hơn rồi lại muốn nó hơn nữa, không bao giờ thỏa mãn được cái chỗ ở này. Nên cái chỗ ở là một cái mà nó làm phiền toái con người đến nó khủng khiếp. Sinh về cái cõi thiên thì tự động có cái lâu đài cung điện bằng vàng, bằng châu báu thì nó còn đỡ, cái con người nó phải thay dựng làm lụm. Nên là một người phát cái hạnh sống bằng cái hạnh ở dưới gốc cây thì nó sẽ giảm bớt rất là nhiều những cái sức lực cho mình và cho người khác, đỡ giảm bớt cái sự tốn kém. Đấy là một cái đời sống đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng mà nó còn phù hợp với lại từng cái nơi. Ví dụ cái nơi mà người ta nó không có cái thời tiết nó điều hòa, nó phù hợp ấy. Nắng nó không quá nắng mà mưa nó không quá mưa, rồi mũi mỏng thì nó cũng không quá đáng, hay là giông tố bão bùng nó ít, thì ở dưới gốc cây thì đơn giản không sao hết. Như ở dưới Ấn Độ cái thời tiết nó bão gió nó ít, có thể ở cái hành này vào những cái tháng mùa khô, tháng mùa
nóng có thể ở dưới gốc cây được, tháng mùa mưa thì không ở dưới gốc cây được. Mưa suốt 4 tháng liền luôn, có ở phải có mái che thì mới ở được. Cho nên là Đức Phật ngày xưa minh chế là 4 cái tháng mùa mưa hay là 3 tháng mùa mưa đấy, là phải ở ở trong một cái nhà rất là chắc chắn, có cửa kín then cài, tức là nhà phải có cửa và phải có khóa, khóa trong khóa ngoài. Đấy, phải ở trong nhà nó có cửa che. Tức là Đức Phật có 8 tháng những cái hạnh ở trong rừng, ở dưới gốc cây, nhưng đó là vào những cái mùa mà thời tiết nó phù hợp. Chứ Đức Phật không có đày đọa những đệ tử là trời mưa cũng phải ra đến mà ngồi, ra đến ngồi là ra đi rất là sớm, được một đêm là ngày hôm sau là cứng người là chết đấy. Như vậy là nó cũng phù hợp, vì có những cái nơi thì thời tiết nó không phù hợp, vì nó quá lạnh chẳng hạn, mà ngồi dưới gốc cây thì vì nó không tồn tại, mạng sống không tồn tại được, rồi nó quá nóng cũng vậy. Thế nên thời tiết mưa gió bão bùng cũng bất thường thì cái hạnh này nó rất khó thực hành. Còn những cái nơi có thể thực hành được, nó là vì cái thiên nhiên đấy nó phù hợp, thì không tốn kém. Ở cái gốc cây thì mình có thể ở tùy thuộc vào cái nơi chốn, cái địa phương của mình có thể ra gốc cây ở. Mà cái này chỉ dành cho người nam, người nữ không được hành cái pháp này, người nữ không được ở cái hạnh trong rừng hành cái gốc cây. Cái hạnh này sẽ làm cho mình thức tỉnh về sự vô thường, vì thấy lá cây luôn thay đổi. Cái người mà sống với thiên nhiên các bạn, thiên nhiên thì nó luôn luôn thay đổi, mùa nào nó rõ ràng rõ rệt ra cái mùa đấy. Mình thấy cái sự vô thường ở cái cảnh vật ở bên ngoài, rồi mình cũng sẽ hiểu ra cái sự vô thường ở bên trong. Mình thấy mùa xuân thì cây cối nó đâm chồi nảy nở, mùa hè cho đến mùa thu thì bắt đầu lá cây nó ràng, nó vàng. Rồi đến mùa đông nó rơi rụng tả tơi, cây nó chỉ còn trơ, nó mỗi cành, mỗi thân, mỗi cành như là một cái bộ xương. Thì mình mới thấy được cái sự vô thường của thế gian. Thấy được cái con người nó sinh ra thì cũng có lúc nó già, có bệnh, nó chết thì nó lại sinh già bệnh chết, giống như là lá cây. Nên là thời xưa có những cái vị mà bị chỉ cần đang ngồi dưới gốc cây mà thấy một cái lá cây nó ở trên nó rơi xuống, vị đó giác ngộ ra được cái sự vô thường, mà vị đó trở thành một vị Phật độc giác, thành một vị độc giác Phật, quán chiếu được sự vô thường ở bên ngoài thì cũng thấy luôn cả sự vô thường ở bên trong thân tâm mình. Vị đó giác ngộ được chân lý, giác ngộ được thánh tứ thánh đế. Còn có cái vị thì đang làm vua, thì một lần đi vào trong rừng cùng với quân đến vào trong cái vườn Ngũ Uyển, thì cái lúc đấy trong đấy nó có một cái cây xoài rất là nhiều trái. Thì nhà vua mới bảo quân đến, bảo một tên lính là lên hái cho ta một trái xoài. Khi mà lính chèo lên hái một trái xoài xuống và gọt vỏ rồi dâng vua, vua thưởng thức trái xoài và thấy ngọt nị, thưởng thức cái mùi thơm ngon của xoài, và vị đó rất là hài lòng với cái trái xoài này. Rồi vị đó tiếp tục cùng với quân lính quần thần đi dạo quanh cái vườn đấy, và vị đó luôn nghĩ trong bụng là khi quay ra ta sẽ ăn tiếp trái xoài nữa. Nhưng mà khi mà nhà vua vừa mới đi qua thì quân thần quân lính ở đằng sau nghĩ rằng trái cây này vua đã thưởng thức rồi, vua đã ăn rồi thì bây giờ mình ăn được. Thế là quân lính ở đằng sau nó trèo lên cái trái xoài này, nó để đầu cưỡi cổ cho cây xoài nó tan nát, còn cái quả nào nữa, cành cây cũng rụng hết, lá cũng rụng hết, cái cây xoài tả tơi. Khi mà vua quay lại nhìn thấy cái cảnh tượng đấy mà thức tỉnh, mà thế thì ở thế gian nó cứ cái gì mà có lợi thì sẽ có hại. Và lúc ấy vua nhìn sang cây xoài ở bên cạnh ấy, nó chẳng có cây trái nào thì nó vẫn đứng sừng sững, nó vẫn cứ xanh tươi đẹp, chẳng ai động chạm lên nó. Còn cái cây xoài này chỉ vì nó nắm quả mà nó phải chết. Vua này thấy được cái sự vô thường ở thế gian. Nếu mình cứ tham cái lợi thì mình sẽ dính vào cái hại. Và lúc đấy nhà vua tự thức tỉnh, tự thức tỉnh được cái sự vô thường, biết rằng dù bây giờ mình còn khỏe, mình còn trẻ,
Nhưng mà đến mình còn mạnh mẽ như thế này, nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ bị suy yếu, rồi có rất nhiều cái sự nguy hiểm nó đang rình rập, rất nhiều cái sự ngôi vua là một cái mà nó không có chắc chắn, và nó có rất nhiều đối thủ, rất nhiều cái kẻ địch nó đang rình rập ở bên, chỉ cần sơ hở một tí nó sẽ tàn phá, nó giành xéo và mình sẽ bị nguy hiểm. Và vua khi mà ông ngồi đứng ông ngắm cái cây xoài đấy mà ông giác ngộ, ông trở thành vị Phật độc giác luôn, trở thành vị độc giác Phật thức tỉnh khi mà thấy cái sự tàn phá của cái sự vô thường, cái gì nó có thịnh thì có suy, cái gì mà nó có sinh thì nó phải có diệt, cái gì nó có lợi thì nó sẽ có hại. Nó là một cái sự thức tỉnh. Vậy cái người mà sống ở dưới gốc cây thấy được cái sự thay đổi của cây mà thức tỉnh, cái thân tâm của mình nó cũng tương tự như vậy. Và ở dưới gốc cây nó có cái lợi nữa là không có tốn công xây dựng, không có mất sức, không có tốn cái công sức, mình không phải bỏ cái sức lực ra. Dù mình có ở một cái ngôi nhà đá mình cũng vẫn phải bỏ sức ra để xây dựng nó. Ở một cái ngôi nhà tranh vách đất thì mình cũng tốn rất nhiều công sức xây dựng. Còn ở dưới gốc cây thì đơn giản, đi đây có gốc cây mình ở gốc cây này, ngày mai có gốc cây khác mình ở dưới gốc cây khác. Mỗi gốc cây này một nhà, dưới gốc cây là nhà. Dưới gốc cây thì nghỉ tạm, có thể nghỉ tạm dưới mỗi gốc cây. Khi mà những người mà ở dưới gốc cây, mình cũng không nên ở dưới một gốc cây lâu quá. Khi mình ở dưới một gốc cây lâu quá, mình cũng sẽ tham ái với cái gốc cây đó. Tham ái với gốc cây. Rồi lần sau có người khác đến ở gốc cây đấy, giống như là chiếm chỗ ở của mình, là mình sẽ nổi sân lên. Mình có thể ở gốc cây này một thời gian, rồi mình chuyển đến gốc cây khác ở một thời gian, chuyển đến gốc cây khác. Mình không có nhận gốc cây này của tôi, mà mình chẳng qua là mình ghé đến đâu, thấy cái gốc cây nào phù hợp mình sẽ đánh gốc cây đấy làm nhà và ở cái gốc cây đấy. Ở gốc cây đấy, ngày mai đi gốc cây khác ở. Xong là ở vài ngày đi gốc cây khác ở. Đức Phật thì thành thiền 7-7-49 ngày, nhưng mà trong 49 ngày đấy Đức Phật ở thay đổi 7 gốc cây liên tục. Có nghĩa là mỗi gốc cây chỉ hành thiền 7 ngày, 7 ngày gốc cây này, xong là 7 ngày sau gốc cây khác, 7 ngày sau gốc cây khác, cho đến cái tuần cuối cùng ấy là ở dưới gốc cây Bồ Đề này. Thế mà cái ngày thành đạo là thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Còn những cái tuần khác này cũng ở dưới các gốc cây khác, chứ không phải là trong 49 ngày đêm đấy Đức Phật ngồi thiền nguyên dưới một cái gốc cây đâu. Đức Phật cũng thiền ở một số các gốc cây khác nhau như vậy. Ở gốc cây mà cũng còn phải đề phòng cái sự mà dính mắc với gốc cây, nên thường xuyên thay đổi gốc cây có lợi ích như vậy. Công chú với chư thiên, cái gốc cây thì thường xuyên có chư thiên. Hầu như các cái cây cối đều có các vị chư thiên, thì là sống ở trên các cây cối hết. Thì các cái vị chư thiên là người ta có cái nghiệp sinh ra làm thần cân. Các cái vị chư thiên là sinh ra, có vị chư thiên thì sống trên mặt đất. Vị người ta sống ở trên mặt đất, ở trên trong núi, ở trong rừng, ở trên biển, trên sông, trên ao, hồ. Có những vị chư thiên thì nó sống ở trong nhà. Mình xây nhà lên, chư thiên người ta đến, người ta cư trú. Có những vị chư thiên thì người ta sống ở trên cây. Người ta thành công chú ở trên cây. Thì những người mà ở dưới gốc cây là đảm bảo với các vị chư thiên này. Vị chư thiên. Thế là khi mà mình đánh gốc cây đi là lúc đấy còn là sẽ có một vị chư thiên mất chỗ ở. Chỗ ở người ta sẽ đi tìm những cái chỗ ở khác. Mà có những vị chư thiên người ta phẫn nộ, người ta sẽ quấy nhiễu mình, người ta quấy nhiễu những người mà chặt cây phá cối cây phá cái chỗ ở của người ta. Cây chữ thiên và hạnh thứ người là hạnh ở ngoài trời. Hạnh ở ngoài trời gì nữa đấy, còn đơn giản hơn cả cái hạnh ở dưới gốc cây nữa. Đầu trời chân đạp đất này. Thì cái hạnh này thì rất là đơn giản. Ví dụ cái hạnh ở trong rừng này
thì mình phải đi tìm một cái chỗ nào nó phù hợp, nào mình phải đi tìm một cái khu rừng nào đấy, hay là ở dưới gốc cây mình cũng phải đi tìm một cái gốc cây nào đấy, một cái gốc cây nó phù hợp thì mới thực hành được. Còn đối với người thực hành cái hạnh ở ngoài trời thì bất cứ chỗ nào cũng là nhà, không còn cái chỗ nào không là nhà được, không còn cái chỗ nào là không có trời đất cả. Cái hạnh này nó thông dong nhất, tự tại nhất, cái chỗ ở này là dễ kiếm nhất, chỗ ở này lấy trời làm nhà, lấy trời làm nhà thì lúc đấy thì đâu mà chẳng là nhà của mình, làm đâu cũng là đây là nhà tôi, là nhà hạnh ở ngoài trời. Đây là một cái hạnh rất là vô bi. Thì ngày xưa có mấy ông tu theo đạo tiên, ông cũng thích sống theo cái hạnh vô vi, đó là lấy trời làm nhà, là nhà tôi là trời, còn cái giường chiếu của tôi là đất, giường chiếu tôi là đất, còn nhà tôi là mái trời, còn nhà chỉ là quần áo, nhà tôi là quần áo. Ông cũng sống ở trong nhà nhưng mà ông không cần mặc quần áo nữa, nhưng mà nhà tôi là quần áo. Quá nhiều cái vị mà đến quyền mà tại sao lại tu như vậy, tu theo cái đạo sĩ, nhưng mà vì nhà tôi là quần áo, còn nhà là quần áo, còn trời là nhà, còn nhà là quần áo, vậy không cần mặc quần áo để nó lõa thể. Bên Ấn Độ có nhiều người tu hành lõa thể như vậy. Thời xưa ở Ấn Độ có rất nhiều các cái tôn giáo mà người ta sống như thế, người ta sống rất đơn giản, sống chẳng cần nhà, bỏ nhà sống không nhà. Đấy, đến cái hạnh ni kiền tử là người ta bỏ luôn cả quần áo, rất là bất công may vá. Nhưng mà Đức Phật thì không cho phép cái hạnh này, không cho phép cái hạnh là không mặc quần áo, mà có mặc quần áo nhưng phải nhưng mà mặc cũng đơn giản, đó là đấy những cái tấm vải vụn may lại thành y để mặc. Cái tấm vải nó vô giá trị ở ngoài nghĩa địa, may thành y mặc che thân. Đấy, còn cái đạo lõa thể thì ta bỏ hết, không cần mặc quần áo ở đâu cũng được luôn. Cái hạnh ngoài trời được thọ trì bằng cái lời phát nguyện, con xin nguyện tu hạnh ở giữa trời, vị đó không ở trong nhà mà dưới gốc cây. Khi mà đã ở ngoài trời rồi, vị đó sẽ từ khước luôn cả gốc cây, không có ở gốc cây, mà vị đó sẽ sống ngay ở những cái nơi nào đồng không ngô quậy, sống ngay với cao cấp. Vị ấy chỉ vào nhà khi nghe giáo giới, tức là vào những cái buổi mà thuyết giảng giáo pháp, nghe giáo giới như tụng giới, có những cái bậc trưởng thượng giáo giới hay là nghe giảng pháp thì vị đó có thể vào nhà, vào trong pháp đường để nghe pháp. Khi đi khất thực đến nhà ăn thì vị đó sẽ vào trong nhà, vào là khi làm các cái phận sự, có những cái công việc cần phải vào trong nhà để làm thì vị đó vẫn vào trong nhà để làm các công việc. Khi học giáo pháp hoặc khi giảng dạy giáo pháp, vị đó sẽ vào trong nhà, vào trong nhà để học pháp và giảng pháp. Sau những cái công việc đấy rồi thì vị đó sẽ đi ra ngoài trời để học. Cái hạnh này cũng có ba cấp. Cấp một là không ở gần gốc cây, hang đá, nhà mà chỉ dùng một tấm y để nằm đều, thì đó sẽ là một cái tấm y nó căng lên trên,
đang lên trên là một cái túp lều vì nó ở từ hương luôn cả nhà, ai mời vào nhà thì nó không có ở nhà, không có ở gốc cây, mấy gốc cây cũng không cần ở, dùng một tấm y chắc làm lều ở giữa trời vậy. Cái này là khó thực hành nhất, bởi vì ở giữa trời như vậy nó rất là nguy hiểm, một cơn gió to mình có thể bị trúng gió, cơn mưa xuống mình có thể bị cảm lạnh, hoặc là có những cái con thú nó đi vồ mồi là mình không có kịp chạy, ở gốc cây mình trèo lên cây rồi, chứ còn là ở ngoài giữa cánh đồng này là không có kịp thoát thân được. Cái này hãy cấp 1, tránh xa tất cả những mấy cái chỗ này. Cấp 2 thì được ở gần gốc cây, tảng đá, ở gần nhà nhưng mà không ở dưới đó. Có thể mình ở gần đấy, bởi vì có những cái khoảng trời, có những cái chỗ thì nó có nhiều gốc cây, tảng đá, hang đá, có nhà cửa thì mình có thể ở gần đó được. Nhưng bây giờ mình ra sân kia mình ngồi được gọi là ở ngoài trời luôn này. Ra ngoài sân. Sân hoặc ra vườn. Ra vườn hoặc có sân mình ở. Ở đấy căng một cái bài lên làm cái nền để ở. Để thực hành như vậy. Nhưng mà cái người mà sống được đơn giản như vậy, sẵn sàng sống một đời sống đơn giản như vậy, thì người đấy có thể giải thoát được khổ đau, có thể giải thoát được khổ đau, không có khó khăn. Bởi vì bây giờ mình cứ lo là bây giờ đi tu rồi không biết lấy gì để ăn, không biết lấy gì để ở, không biết lấy gì để mặc, mình sẽ lo như thế. Mình biết là những người mà được học Phật pháp, mình biết là cái giáo pháp của Đức Phật thì rất là hay, rất là tốt, rất là cao thượng, nhưng thực hành nó rất là khó. Bởi vì thực hành nó thì muốn thực hành được nó là mình phải buông bỏ tất cả các công việc, buông bỏ nhà cửa, buông bỏ người thân, buông bỏ tài sản, buông bỏ hết. Vì nếu mà mình còn vướng chấp vào tài sản, vào người thân, vào nhà cửa thì mình sẽ bị dính mắc vào những cái vật chất này. Khi bị dính mắc vào những cái vật chất đấy, tâm của mình nó không an. Mình sẽ vui khi những người thân mình vui, mình sẽ buồn khi những người thân buồn. Mình sẽ bận rộn khi những người thân mình có những công việc bận rộn. Vì những người thân đau yếu mình phải chăm sóc. Đấy, nhà cửa của mình cũng thế. Mình luôn luôn phải chăm sóc cho cái ngôi nhà, chăm sóc, luôn luôn phải coi giữ bảo vệ những cái tài sản của mình. Còn nếu bây giờ là một cái người muốn giải thoát sinh tử, muốn tầm cầu cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng trở thành một bậc thánh nhân xuất thế, thì người đó sẵn sàng buông bỏ tất cả nhà cửa, cây cổ, tất cả những cái tài sản và thân quyến. Và cái vị đó sẽ bất an, lo lắng, rồi không biết đi tu mình sẽ ở đâu đây. Nhà cũng phải có chỗ ở, có cái ăn, có cái mặc. Vì mình cứ lo lắng như vậy, mình nó sẽ trở thành cái chướng ngại, mình sẽ chùn bước, mình không dám bước chân đi nữa. Còn đối với một người thì nghĩ rằng ăn thì đi xin, có gì ăn vậy. Mặc thì có, chỉ cần có cái vải che thân là được. Không cần phải biết đó là đẹp hay xấu, không quan trọng. Ăn thì không cần, quan trọng là ngon hay dở. Miễn là có cái cho vào bụng cho phải đói là được. Mặc miễn là có cái vải để che thân cho nó khỏi trần truồng là được. Còn ở thì ở trong rừng cũng được, ở gốc cây cũng được. Không có gốc cây thì ở ngoài trời cũng được. Một cái người liều như vậy, một cái người gan dạ như vậy thì chắc chắn là sẽ có thể xuất ra được. Còn nếu mà mình mà không gan dạ như vậy, mình không dám, sợ không chịu, không biết này, sống nương tựa vào đâu, nương tựa vào có trời, nương tựa vào đất nào, có gì đâu mà phải lo. Ở dưới, nếu mà cái cấp 3 thì ở dưới một cái hốc đá và nều bằng cành cây và nều vải, đấy là cái mức độ cấp 3. Mức độ cấp 3 thì mình đến một cái hốc đá nào đấy, mình căng một cái lều, mình có thể lấy những cành cây thành buông thành một cái túp lều,
hoặc là mình lấy vải để làm một cái cụm nều. Nhưng bây giờ có những cái nều Thái bằng vải nều du lịch, cái mùng nều du lịch đấy mình có thể ở đâu mà chả được. Mùng bây giờ sản xuất cao cấp lắm, bằng bạc ấy. Nều bằng bạc mưa che được mưa, nắng che được nắng, nóng nóng che được hết, mà nó rẻ có mấy trăm ngàn cả. Nương tựa vào cái đấy thì có thể sống được mấy năm, năm bảy năm. Lúc mà sư hành thiền ở bên Ba Âu, sư ở trong cái lều này suốt 3 năm trời, ở trên một cái cuti ở trên núi rất là cao, mà cái cuti nó không có vách, xung quanh nó chỉ có một nơi chăn muỗi. Cuti ở trên cao chẳng ai ở, người ta chê cuti nó xấu xa, xấu nhất mà cao khó đi nữa. Là lên đấy nó có được một ông, lúc ấy có một ông sư khác, ông đa đá cho một cái nều bằng vải, bằng cái nều Thái bằng vải nhựa. Vậy là chụp cái nều đấy lên ở suốt 3 năm trời, ngồi thiền ở trong cái nều đấy. Ngoài cái giờ ra ngoài đi khất thực là về cái chui vào cái nều đấy. Còn xung quanh là cứ để cho trống trống trải. Sáng ra mây nó xà vào đến tận trong trong cuti luôn. Cái cuti nó không có vách mà. Không có được. Ở trong đấy an nhiên tự tại suốt 3 năm cho đến mãi cái lúc mà xuất ra bên chuyển thành tỳ kheo bên Bắc Tông thì mọi người bảo xả cái nều đi vì nó không hợp luôn. Thì lúc đấy bắt đầu mới phải lên giường nằm lên đấy y về trắng cái cu ti cho nó kín đã. Ở trong đấy thấy nó an nhiên tự tại, ở trong đấy thấy nó thật sự là giải thoát. Ở dưới hốc đá có thể nằm cái nều vậy. Bây giờ ai muốn hành thiền ở trong nều quên mãi luôn. Có 5-6 cái nều này. Nều này nằm ngay trong thiền đường này thôi, không phải đi đâu. Còn muốn ra ngoài vườn mai mốt trồng thành cái vườn chè, chăm cho mỗi người một cái nều là đấy, ngồi thiền ở trong đấy ngày đêm sớm tối khi nó đắc đạo là thôi. Lợi ích của cái việc ở ngoài trời nó không gặp trở ngại về chỗ ở đâu cũng được hết, không gặp trở ngại về chỗ ở, đi đâu cũng phải lo là không biết đến đây thì mình ở đâu, ở trong cái nhà nó có toilet khép kín không, lo quá. Không có gặp trở ngại, trừ được cái biếng nhác. Nên là nếu mà ở những cái nơi đấy mình không có hưởng thụ, không có hưởng thụ về cái chăn nệm êm ấm quá là mình sẽ thích ngủ, mình sẽ muốn ngủ nhiều. Nên là Đức Phật đã dạy rằng khi nào mà các vị tỳ kheo còn thích ở một cái chú xứ, thích ở một cái nơi mà nó bằng cái nệm bằng cỏ bằng rơm, gối đầu bằng những cái gối bằng rơm bằng cỏ, thì cái lúc đấy các vị tỳ kheo đấy còn tinh cần tinh tấn cố gắng tu tập và các cái đạo quả còn được chứng đắc. Còn nếu mà đến một lúc nào đó các vị tỳ kheo còn thích ngủ ở trên những cái đệm bằng bông, những cái đệm bằng các cái vải tốt, gối đầu trên những cái gối êm đềm, thì lúc đấy sẽ sinh ra biếng nhác, và lúc đấy sự tu tập nó sẽ kém đi, mà các cái đạo quả nó sẽ ít có người chứng đắc được nữa. Vì vậy cái đời sống nó đơn giản thì cái người đó sẽ tinh cần, không có tham ái đối với lại cái sự ngủ nghỉ, ngủ một chút xíu rồi nó lại vì đó vui thích với cái sự hành thiền, vì đó sẽ tự do tự tại, đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, sống ở đâu cũng được, ở ngoài cánh đồng cũng được, ở ngoài sân cũng được, ở ngoài vườn cũng được. Cho nên vì đó rất là tự do, không có bị ràng buộc, ít muốn và biết đủ. Vì đó thiếu dục ít muốn. Mười một là hạnh ở nghĩa địa. Cái hạnh này nó lại còn hơn cái hạnh ở ngoài trời nữa. Nó sẵn sàng ở nghĩa địa. Được thọ trì bằng cái lời phát nguyện, con xin nguyện thọ trì hạnh ở nghĩa địa. Khi mà vị đó đã thọ trì cái hạnh ở nghĩa địa, vị đó sẽ sống với nghĩa địa. Thực ra thì cuối cùng ai cũng sẽ ở nghĩa địa thôi. Ai phải sớm muộn thì cũng ra nghĩa địa.
mình ra sớm thì mình sẽ làm quen với cái môi trường đấy sớm. Sau này mình tự do tự tại, mình đâu có sợ nghĩa địa nữa. Vì nghĩa địa là những cái nơi mà nó chôn người chết, những cái nơi thiêu xác chết và quang bỏ xác chết, đấy được gọi là nghĩa địa. Bây giờ nghĩa địa ở Việt Nam thì rất là nhiều, toàn những nơi chôn người chết chứ người thiêu xác với quang bỏ nó không có. Bên Ấn Độ thì người ta không có chôn nó cống đất mà phải cống công xây, người ta chỉ có thiêu, mà thiêu thì nó cũng tốn củi, cho nên có người ta tiết kiệm hơn nữa thì người ta quang bỏ, quang chết vào cánh đồng, quang ở trong rừng, quang đấy để làm mồi cho mấy cái con thú đói nó đến ăn, con sói, con kền kền, con chim nó đến nó ăn. Bố thí được trước khi chết cũng có được cái hạnh là bố thí cho những con khác được bữa ăn. Thì ở những cái nơi đấy được gọi là nghĩa địa, thì mình sẽ sống ở những cái nơi này, lấy cái nơi này làm nhà, đó là cái hạnh sống ở nghĩa địa, chôn người chết, nơi thiêu xác chết, nơi quang bỏ xác chết, nó là nghĩa địa. Phúc Minh thì đằng trước cũng có nghĩa địa, đằng sau cũng có nghĩa địa, bên phải, bên trái có nghĩa địa, ở giữa chùa cũng có nghĩa địa. Giờ xây cái chùa phải chuyển đi 5-6 ngôi mộ. Ngôi chùa mới sau này sẽ trồng lên một cái nghĩa địa. Đấy là cái nơi nghĩa địa. Nếu mà đã ở trong nghĩa địa thì không được dựng lều trại và các vật dụng. Ở nghĩa địa thì có sao thì ở vậy thôi. Nên khi mà đã ở nghĩa địa thì không có được dựng lều. Dựng lều thì không được làm nhà ở nghĩa địa. Không có được đem những cái vật dụng đến đây. Các cái vật dụng đến nghĩa địa thì không có hay. Là những cái vật ăn uống đem đến nghĩa địa. Nghĩa địa thì đương nhiên là sẽ rất nhiều ma. Rất là nhiều ma. Mình sống ở đây sẵn sàng sống chung với ma. Và những cái gì mà ma nó thích thì là mình không có nên dùng. Ma sẽ đến cuối. Thứ hai là phải báo cho các bậc trưởng lão hoặc chính quyền địa phương biết. Chính quyền địa phương hoặc các bậc trưởng lão. Ví dụ mình ở trong một cái ngôi chùa thì đi mình phải báo với trưởng lão hôm nay con sẽ đi vào nghĩa địa để thực hành cái hành đầu đà sống ở nghĩa địa. Hoặc mình phải báo cho chính quyền địa phương biết là mình đang thực hành cái hành ở sống ở nghĩa địa đấy, để cho người ta còn nằm rầy, cuối rầy. Với lại hơn nữa là cái người sống ở nghĩa địa này là phải là một người rất là gan dạ và dũng cảm, giống như người đi ra chậm. Và cũng có rất nhiều người sẽ hy sinh. Nghĩa địa này có rất nhiều dạ xoa mà đến. Và nhất là những cái nơi mà quang bỏ xác chết thì dạ xoa đến ăn xác chết, hay là các cái con thú nó đến nó ăn xác chết, thì nó thấy một cái xác sống nằm đấy nó tưởng xác chết nó ăn liền. Nhưng mà phải báo để cho các bậc trưởng lão biết, nếu không thấy mình trở về thì còn đi tìm. Nếu tìm mà không thấy thì biết là đã hy sinh rồi, không phải ngóng đợi mình trở về nữa. Phải báo sau này mình mới ra nghĩa địa để ở, sẽ sống ở nghĩa địa này. Khi mà ở nghĩa địa thì có thể lưu ý một số, đó là cần nhìn kỹ những vật ở xung quanh nghĩa địa. Ở ban ngày mình cần nhìn kỹ để ban đêm mình kỳ khỏi tưởng nó là ma. Mình có thể mình nhìn thấy một cái lùm cây nó lù lù, ban đêm mình tưởng là ma. Hoặc là mình nhìn thấy một cái vật gì đó trắng trắng, vật gì đen đen, những vật lù lù nào. Hoặc là những cái vật nó phát ra ánh sáng. Những cái vật đấy là mình, vì ở trong đấy là tâm nó sẽ không an, nó không dễ dàng gì đối với một cái người mà sống được ở những cái nơi này, những cái nơi tha ma, nghĩa địa và rừng núi. Nên là Đức Phật đã nói rằng là những cái hạnh sống ở trong rừng núi hay là những cái hạnh sống ở nơi nghĩa địa này, nó không dễ dàng với một cái vị, với một cái hành giả mà chưa đắc định. Vì một cái người chưa đắc định, tâm nó không an, nó loạn xạ. Ngay Đức Phật vậy, khi mà Đức Phật mới đi vào trong rừng tu, khi ngồi dưới gốc cây, một cái lá cây nó rơi xuống thôi, nó rung cái tắt một cái là cũng giật mình.
giật mình làm cho lông tóc dựng ngược luôn, và tim đập thình thịch luôn, nó dễ nó giật mình. Nhưng mà khi một vị hành giả mà đã đắc định rồi thì những cái ngoại cảnh này nó không còn sợ hãi nhiều nữa. Khi nhập vào trong định rồi thì cái tiếng lá cây, những cái vật nó kia thì có thể nhập vào trong định em quên hết đi thôi. Thì vậy nên là người có định rồi thì sẽ thực hành được ở những chỗ này dễ dàng, còn những người chưa có định thì sẽ hơi khó khăn và sẽ luôn luôn phải đối diện với những cái chướng ngại. Đó là khi đêm đến là mình sẽ luôn luôn không có ma, mình cứ tưởng nó là ma, mình cứ nhìn cái vật gì mình cứ tưởng tượng là ma đấy, ma đấy, bụng nát dạ không có thật. Nếu thấy ma mình cũng không được ném đá vào nó, mình có sợ ma mình cũng không được đánh ma, ném đá vào ma. Vì những cái đấy có nhiều ngã quỷ, có những ngã quỷ nó vừa đi nó vừa nhảy múa, ngã quỷ nó vừa đi nó vừa than khóc, có những ngã quỷ nó vừa đi nó vừa chu mà gọi bậy gọi đà. Và nếu những cái lúc đấy mình có thấy cái ma quỷ nó hiện hình lên là mình cũng, thứ nhất mình không có sợ bỏ chạy, không có la nó ở Mỹ, mình cũng không được đánh, không được ném đá, mình không được dọa, cứ để mặc kệ nó đi qua. Thế mà không được ném đá, không được ăn những thứ mà ma thích, như là bột mè, bánh bao, cá và thịt sữa. Đấy, một cái số đồ ăn mà ma thích, bột mè thích nhỉ, bánh bao, không hiểu mấy bánh bao có gì mà ma thích, cá thịt sữa. Đấy là những cái thứ mà nó có mùi hôi tanh, vậy thì người đó ăn chay là phù hợp. Nếu mà ở nghĩa địa thì nên phải ăn chay, kia cá kia thịt thì còn ăn gì nữa, chỉ còn ăn cơm rau bình thường thôi, nó không có mùi. Nhưng khi mà nó có mùi ma đói nó bông đến làm cho mình ăn ngủ không yên luôn. Nên ăn chay cho nó thanh tịnh, chay cho nó thanh tịnh thì tốt hơn. Không đi ăn khất thực, đi xin ăn chứ mình không được nấu ăn. Nghĩa địa mình không có được sử dụng một cái vật lực gì hết, song chảo, nồi niêu, bát đĩa mình phải tránh, không được mang những cái vật dụng gì ra nghĩa địa. Mang ra nghĩa địa này mình sẽ gọi ma đến đây dựng nhà liên tiếp là không được. Mình đi xin về thì khi mà mình ăn ấy, thì mình bỏ những thịt cá mình bỏ ra ngoài, vớt ra ăn cơm với rau, ăn chay à. Thế nếu ai sợ ma thì thường hay tránh mấy cái thức ăn này ra, thì ma nó không đến gần nữa. Cấp 1 là sống ở nơi luôn có người chết, được chôn, được thiêu, được quang bỏ. Đấy là cái hạng cấp 1 đấy. Mình sẽ sống ở một cái nghĩa địa mà nó có rất nhiều người chôn ở đó, rất nhiều người thiêu, quang bỏ, xác chết mới có, cũ cũng có. Nhất là thực ra những cái xác chết mà nó chết lâu năm rồi thì nó cái độ dơ bẩn, hôi thối nó ít, và cái mùi xú uế nó ít, và những cái phi nhân quỷ thần ở xung quanh những cái xác chết lâu năm rồi ít. Còn những cái xác mới thì có rất nhiều. Cái xác mới chết đấy có thể là cái vị mới chết đấy họ hóa thành một ngã quỷ, nó còn canh giữ cái xác đấy, hoặc là những cái phi nhân khác nó đến nó canh giữ cái xác đấy để họ ăn xác chết được. Cái nào những cái loài chồn, loài thú nó cũng tìm đến cái xác chết đấy nó ăn. Cho nên ở những cái nơi mà có cái xác chết mới thì cái độ nguy hiểm nó cao hơn, độ rung rợn kinh cảm nó cao hơn, người đấy sẽ cảm thấy ớn lạnh nhiều hơn. Luôn luôn có xác mới chết, người đó sẽ luôn luôn cảm thấy ớn người, xác mới chết bốc mùi hôi thối cũng ghê gớm, mà nó kinh cảm về cái sự chết. Cấp 2 thì sống ở nơi chỉ có một trong ba điều đấy. Sống ở cái nơi
chỉ có 130 điều. Có thể là chỉ ở những cái nơi mà có người thì người ta đã chôn rồi, hoặc có người người ta đã thiêu lâu năm rồi, hoặc là có những cái nơi mà có những người người ta đã quăng bỏ, có thể là đã lâu rồi, hoặc là mới, hoặc là đã lâu rồi, hoặc là cái nơi đấy xưa kia đã từng có người người ta thiêu ở đấy, nhưng bây giờ người ta không còn dùng đến nữa, thì nó vẫn được gọi là nghĩa địa. Có những cái nghĩa địa mà đã dùng trước đây thôi, nhưng bây giờ người ta không dùng đến nữa, và mình đến ở cái nơi đấy thì vẫn được gọi là ở nghĩa địa, nhưng cái nơi đấy cái sự kinh cảm nó không có cao. Ví dụ, hoặc là sống ở một nơi chỉ có những đặc tính của một nghĩa địa, sống những cái nơi mà chỉ có đặc tính của một nghĩa địa. Ví dụ nơi đó có một cái ngôi mộ, cũng có một hai ngôi mộ lư thưa thì cũng được gọi là nghĩa địa. Ngôi, hoặc là ở những cái nơi mà trước kia có nghĩa địa nhưng bây giờ người ta chuyển hết, hết những cái mộ đấy đi rồi, thì nó vẫn được gọi là nghĩa địa, nhưng mà nó là nghĩa địa quá khứ. Hoặc là có những cái nơi thì người ta dùng để làm nghĩa địa nhưng mà chưa có ai chôn thiêu ở đấy, thì có những nơi thì có đặc tính của nghĩa địa mà không phải nghĩa địa. Thì ở cái cấp 1 thì nó có kinh cảm nhiều, còn ở cấp 2, cấp 3 thì nó chỉ có cái tên nghĩa địa hoặc là có cái nghĩa địa đã lâu năm rồi thì nó bình thường, xong rồi đấy, không có vấn đề gì. Cấp 2, cấp 3 dễ dàng hơn. Lợi ích của người sống ở nghĩa địa là luôn luôn được tưởng niệm về cái chết. Ở nghĩa địa thì luôn luôn được tưởng về cái chết, tức là vì đó luôn luôn thấy cái chết của người khác, và vì đó luôn luôn thức tỉnh về cái chết ở trên mình, vì đó luôn luôn biết chắc là mình sẽ chết. Một người mà đã biết chắc là mình sẽ chết thì vì đó sẽ biết mình phải làm gì, mình cần mình phải làm gì để cho cái cuộc sống này nó có ý nghĩa nhất. Cái người có trí tuệ, người ta không có nặng nặng về cái đời sống hiện tại này, người ta không có tham hưởng thụ cái đời sống giản tạm này, mà người ta sẽ biết sử dụng cái đời sống này làm những cái việc gì đáng làm nhất, và người ta biết là đến lúc chết rồi mình sẽ đi về đâu. Cái người mà thức tỉnh được cái chết rất có lợi ích, đó là người ta không sống, người ta không có rể ruôi, không có phóng dật, không có phóng túng, không có dính mắc, không có hưởng thụ, không có tích chứa, không có tích chữ, không có tham cầu những cái hư danh, không có tham cầu những cái giả tạo. Họ biết làm những cái gì đáng làm, những cái gì để có cái lợi ích, cái sự an lạc, cái hạnh phúc lâu dài, mãi mãi về sau. Thì cái người mà ở nghĩa địa, người ta sẽ làm được cái việc đó. Đó là người ta thấy được cái chết luôn luôn ở trước mắt mình. Và cho nên vì thấy được cái chết ở ngay trước mắt cho nên họ luôn tinh tấn. Tinh tấn họ thực hành những cái pháp thượng nhân, họ lấy những cái pháp thượng nhân làm cái sự nghiệp, họ làm cái pháp, họ thành tựu pháp thượng nhân, tinh tấn để thực hành những cái pháp thượng nhân. Nhưng họ không làm những cái việc là phạt tầm thường, hạ nhiệt ở thế gian. Cái giả tạo hạ nhiệt thế gian là họ không có ưa thích, mặc dù người thế gian ưa thích nhưng mà họ không ưa thích. Những cái pháp thượng nhân, những cái pháp khó làm thì họ thích làm những cái pháp đấy. Luôn luôn tưởng về bất tịnh. Tưởng về bất tịnh thì nó đè nén với tất cả những tham dục, tham ái, dính mắc, chấp thủ. Cái con người khởi lên cái tâm tham đó là vì mình không thấy được cái bất tịnh. Bản chất của cái tất cả mọi thứ nó đều ô uế bất tịnh. Mình thấy được cái sự thật đấy thì nó đè nén được tâm tham. Cái người mà ở cái trong nghĩa địa thì mình sẽ thấy được cái sự bất tịnh này, nhất là ở những cái nơi mà người ta quăng bỏ tử thi
thì cái sự bất tịnh nó càng rõ ràng. Mình sẽ thấy được những cái xác trên nó có giỏi, có bọ, nó có cái mùi hôi thối. Mình thấy được ghê gớm thân thể con người. Nó mới chạy, nó xỉn trương, nó chạy bộ, chạy máu ra. Mình thấy nó sợ hãi, kinh cảm, chinh phục sợ hãi và khiếp đảm. Những người mà ở nghĩa địa rồi thì người ta không còn, không có ai mà nát họ được. Con đóng giả là một con ma khủng khiếp, dọa họ không sợ. Nhưng dường tự tại, chinh phục sợ hãi, chinh phục khiếp đảm. Rồi họ có thấy ma thật, ma giả, họ cũng không sợ. Tự tại, ăn với ma, ở với ma, sợ gì ma nữa. Chinh phục sợ hãi. Cái người nào mà hại tối thì người đó muốn nhanh chóng hết được cái bệnh hại tối của mình, muốn chữa được cái bệnh hại tối thì cái người đó cứ ra nghĩa địa ở vài hôm là hết. Ở cái này ra nghĩa trang thực hành cái hạnh này, ở nghĩa địa này thì hết sợ, hết hại tối, hết sợ ma. Người mà sợ ma nó cũng bất an lắm, ở một mình nó không ở được, lúc nào thì có người ở cùng mình, không sợ đi đâu cũng lo lo, sợ là đêm ngủ không ngon, hồi hộp trùng chăn kín mít, trời nóng cũng phải trùng chăn, sợ ở một mình là khiếp, không dám ở. Nếu người này thì ở đâu cũng được, nghĩa địa mà đã ở được rồi thì không còn cái chỗ nào trên cái trái đất mà người ta sợ nữa. Chinh phục được sợ hãi và khiếp đảm như vậy. Sợ hãi và khiếp đảm. Phi nhân tôn trọng. Mình cứ tưởng là đang ngủ với ma để ma trêu, không có, nó còn tôn trọng, tôn kính như người này. Là phi nhân các cái vị chư thiên ở đấy, ở rất là những cái nơi khác ấy, ở những cái nơi đồng không mông quạnh hay là những cái nơi nghĩa trang nghĩa địa, những cái nơi rừng rú có rất nhiều các cái hàng phi nhân. Mà có những cái phi nhân bất thiện, có những cái phi nhân thiện. Nhưng mà những cái người phi nhân nó giống như là cái cõi người ở cái nàng nã xã, ở cái khu vực nào, cái địa bàn nào nó cũng có người tốt, người xấu. Nhưng mà khi mà đi đến những cái nơi nào cũng gặp cái văn hóa nó thô thiển ấy, mình sẽ bị những người xấu nó trêu chọc, nó trêu ghẹo này, nó sẽ xúc phạm. Nhưng mà sẽ có những cái người tốt, người ta sẽ bệnh vực. Sẽ có những người tốt, người ta đánh đuổi cái bọn hư đốn mẫn dậy, người ta sẽ bảo vệ. Người ta thấy mình hiền lành, tử tế, người ta sẽ bảo vệ mình. Mình sống ở những cái nơi này nó cũng vậy. Cái hàng phi nhân cũng có cái hàng nghịch ngợm, mà cũng có những cái hàng tử tế. Vậy những cái người tử tế, người ta sẽ bảo vệ mình, người ta tôn trọng mình. Các cái hàng chư thiên thì cũng sẽ bảo vệ mình. Và những cái hàng phi nhân nghịch ngợm ấy có đến trêu ghẹo mình thì cũng sẽ bị các chư thiên khác đuổi đi, mắng, bắt mắng, chửi mắng, đuổi đi, không cho trêu ghẹo mình. Nên là mình đừng có sợ những cái nơi ấy, đấy là mình sẽ bị phi nhân nó làm hại, mà không phải dễ. Thì phi nhân người ta có sợ tội, hoặc là cũng có những người phi nhân nó tốt lớn hơn bảo vệ cho người mình được yên ổn. Cho nên là mình sẽ được hàng phi nhân tôn trọng, chư thiên tôn trọng, quỷ thần tôn trọng, tôn trọng về cái đức hạnh của mình, tôn trọng về cái pháp mình đang thực hành. Và cái người đó là người thiểu dục trí túc nữa, cái lợi ích của cái việc ở nghĩa địa, ở nghĩa trang. Có ai làm các nghĩa trang ở không? Thì ở trong các ngôi chùa mà vẫn có những cái tháp của các vị sư ấy, đâu có sợ đâu mà ở được. Các vị sư mà mất viên tịch ấy, có ai mang ra nghĩa trang chôn không? Còn chôn trong vườn chùa ấy. Chôn trong vườn chùa xây những cái ngôi mộ rất là đẹp, ngôi tháp rất là đẹp. Người ta đấy ở bình thường chẳng sẽ không cảm thấy, mình ra những cái vườn tháp của chùa mình sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, không cảm thấy đây là nghĩa địa, mà mình sẽ cảm thấy đây là một cái nơi thiêng liêng,
có thể ở đấy được. Thì ở trong vườn tháp ấy cũng còn là ở nghĩa địa. Có gì đâu, tháp sư do ông gì à? Đấy, ở là người ta thực hành như hành ở nghĩa địa luôn đấy. Làm cái mùng ra đây ngủ để xem. Ở đây hành thiền, còn gì đâu. Khổ hạnh thứ 12 là ở đâu cũng được. Cái này còn một cái hạnh này nữa đây. Ở nghĩa địa cũng được, ở gốc cây cũng được, ở ngoài đồng trống cũng được, ở trong nhà cũng được, ở ngoài trời cũng được. Đây là cái hạnh ở đâu cũng được. Người đấy sẽ thọ trì bằng cái nơi văn nguyện, con nguyện thọ trì cái hạnh nghỉ đâu cũng được. Thì cái người này phải hài lòng với bất cứ cái chỗ nghỉ nào mà mình có được. Tức là mình, cái người này tức là cái người khi mà mình đi đến đâu ấy, người ta bảo mình là hôm nay ông hãy nghỉ ở cái chỗ này, thì vị đó chấp nhận. Dù cái chỗ đấy là cái chỗ nó không được như ý, cái chỗ đấy có thể là cái chỗ nó hôi hắn, có thể là cái chỗ nó xấu sai, có chỗ đấy nó ồn ào, hay cái chỗ đấy nó như thế nào để chăng nữa, nó đẹp hay nó không đẹp, mình vẫn chấp nhận luôn. Người ai bảo mình ở chỗ nào mình cũng sẽ ở cái chỗ đấy được, ở chung đụng với mọi người hay ở riêng biệt một mình, ở cái nơi nó vắng vẻ héo hay là ở cái nơi nó đụng chạm với nhiều người mình vẫn ở. Thì đấy là cái hạnh ở đâu cũng được, cái hạnh thứ 12, mình có thể ở cứ cái chỗ nào cũng được. Khi xưa thì lúc khi mà Đức Phật lúc đấy Na Hồng Na là con trai của Đức Phật mới đi xuất gia, thì lúc đấy còn làm sa di, thì cái lúc đầu Đức Phật chưa có chế ra cái hạnh là tỳ kheo là cái mục riêng biệt. Thì khi mà lúc đầu thì chưa chế ra hạnh đấy, cho nên là tỳ kheo với lại cư sĩ đôi khi ngủ chung. Khi mà ngủ chung thì nhiều vị tỳ kheo đêm ngủ cái khò khò, rồi là nằm giang chân giang tay mất cái oai nghi. Rồi nhiều vị cư sĩ mới chê bai tỳ kheo là một bậc đáng tôn kính mà có những cái hạnh. Khi mà ngủ thì trông không còn cái dáng cảnh tôn kính nào nữa cả. Thì lúc đấy Đức Phật mới chế ra cái hạnh là từ nay đi tỳ kheo là không được ngủ chung đụng với sa di, cũng không được ngủ chung với cư sĩ nữa, mà phải ngủ riêng biệt. Từ ngày đấy mà đi mà tỳ kheo mới phải riêng biệt luôn, không có được ngủ chung với ai. Thì lúc đấy Na Hầu Na thì còn trẻ, chưa phải là tỳ kheo, và đêm đấy không được ngủ chung với ai nữa. Lúc đấy Na Hầu Na cũng chưa có cái thất riêng, trước kia toàn đi ngủ nhờ các tỳ kheo tới. Khi mà Đức Phật chế ra cái luật đấy thì không ai cho Na Hầu Na ngủ nữa. Thì Na Hầu Na ra ngoài, ra cái nhà vệ sinh của Đức Phật mà ngủ ở đấy. Nó đang ngủ ở ngoài nhà vệ sinh. Thì đêm hôm đấy Đức Phật mới đi nhà vệ sinh, thấy trong vệ sinh Đức Phật biết là có người. Đức Phật đằng thắng một tiếng, Na Hầu Na mới bước ra. Thì Đức Phật hỏi tại sao con lại ở đây. Mà vì các tỳ kheo khác giữ giới không nghỉ chung với sa di, con phải ra đây nghỉ. Thì lúc đấy Đức Phật mới dắt Na Hầu Na vào trong thất của mình, vào trong thất, vào trong hương phòng để vào nghỉ cùng với Đức Phật đêm hôm đấy. Và ngày hôm sau thì Đức Phật mới gọi các bậc trưởng lão tỳ kheo đến để nói rằng là thế Na Hầu Na đêm qua nghỉ ở đâu. Thì mọi người mới nói rằng là vì Đức Thế Tôn chế ra cái giới tỳ kheo không được ngủ chung với sa di, cho nên là Na Hầu Na nghỉ ở ngoài nhà vệ sinh. Nên Đức Phật mới thay đổi lại cái giới, mới sửa lại, chỉnh sửa lại cái giới. Đó là một vị sa di có thể nghỉ với tỳ kheo không quá 3 đêm, tức là có thể nghỉ 1 tối, 2 tối thì được, nhưng mà không được quá đến, không được quá 3 tối, đến tối chiều là tối thứ 3, tối đa là tối thứ 3, không được nghỉ quá 3 đêm, nghỉ cùng phòng. Cái cư sĩ vẫn có thể nghỉ 1 đêm, 2 đêm, nhưng không được quá 3 đêm. Thì trong cái thời gian đấy, sau đó thì bị sa di đó có thể là đi nghỉ ví dụ có thể nghỉ lại, nếu chưa có thất thì nghỉ nhờ vị này 2 đêm, vị nghỉ kia 2 đêm, hoặc là vị này 3 đêm, vị kia 3 đêm, cứ luôn phiên như thế là vẫn có chỗ ở để cho các vị sa di nhỏ tuổi vẫn có thể được tu tập, đến tu tập và vẫn có yên tâm có chỗ nghỉ.
chỗ ở như vậy. Và mọi người tán thán Tôn giả Na Hầu Na là một cái người sống rất là dễ dãi, rất đơn giản, không có chỗ nào nghỉ thì đi vào nhà vệ sinh nghỉ, có gì đâu. Nhà vệ sinh ngày xưa thì làm gì có cái tự hoại như bây giờ mà vẫn nghỉ được không? Na Hầu Na có thể nghỉ bất cứ chỗ nào cũng được, nhà vệ sinh cũng được, nhất là nhà vệ sinh bây giờ thì quá là thơm tho sạch sẽ, gì mà không nghỉ được chứ, không có mùi hôi gì hết. Cấp 1 là không được hỏi thăm về chú xứ của mình có xa gần hay nóng lạnh không. Tức là khi mà mình được phân, được ai đó giới thiệu một cái chỗ nghỉ, mình đến một cái chỗ nào đấy xin hành một cái khóa thiền một tuần, một tháng, một năm, rồi mọi người nói là bây giờ ông hãy đi về phía đông kia, để có một túp nếu, để có một cái tất và ông sẽ ở đấy, thì mình có được cái thân đấy, mình cứ đến cái chỗ ở của mình đã được phân chia và mình sẵn sàng đến đấy ở. Mình không cần phải biết trước là ở đấy có xa nhà ăn không, nó hay có gần nhà ăn, nó gần để hàng ngày đi ăn cho nó tiện. Ở cái nơi đấy nó có nóng không hay nó lạnh, mình không cần phải biết trước, miễn là mình đến nó có như thế nào mình xài như vậy, mình chấp nhận với bất cứ cái hoàn cảnh nào. Vậy thì cái chú xứ như thế nào cũng được. Thế bây giờ sắp sửa đến cái thiền viện để hành thiền là mình sẽ hỏi đấy có cái thất, nó có thất không, thất to không, thất đẹp không, thất có điều hòa không, điều hòa thì có hai chiều hay một chiều. Mình sẽ hỏi rất là nhiều cái thông tin, khi mà đầy đủ mọi cái và theo những ý mình rồi mình mới yên tâm. Rồi nếu mà điều hòa mà có một chiều thì đến mua đạch chịu sao được, mình phải mua thêm máy sưởi. Thì lúc đấy là cái chú xứ mình sẽ bị vướng mắc. Còn đây là không cần biết, biết là biết là phải có tổ chức khóa thiền, đến đây ở chỗ nào cũng được, có thất thì ở thất, không có thất ngủ nằm xoài là thiền đường ngủ cũng được, không có thì ra vườn ngủ hoặc là xuống gốc cây ngủ. Okay. Cấp 1 là như thế, không cần biết trước. Cấp 2 thì được quan sát, có thể hỏi nhưng không quan sát. Cấp 2 thì mình có thể hỏi để biết một chút thông tin về mình. Đôi khi mình biết trước là ở nơi đó mà lạnh thì mình mang thêm áo ấm, hoặc là ở nơi đó mà nóng thì mình mặc nó mát mẻ thôi, mình không cần chuẩn bị những cái đồ ấm. Thì đôi khi mình có thể hỏi trước, nhưng mà không cần phải đến đó để xem trước. Nhưng có những người người ta kỹ tính cẩn thận, nhưng trước khi đi đến đâu người ta phải đi thăm dò trước, đi tiền trạm ấy. Có cái đội quân luôn luôn đi tiền trạm, đi trước để nắm bắt tình hình. Là no nắng, là cái người đấy cũng hơi no nắng cho cái chỗ ở, nên là luôn luôn phải có tiền đi tiền trạm trước. Nhưng mà cái cấp 2 này thì đôi khi mình có thể hỏi cái chú xứ mình sắp đến ở đấy nó như thế nào, để mình chuẩn bị trước một số tình thế cần thiết cho nó phù hợp. Còn đối với người cấp 3 thì người ta có thể quan sát trước, và nếu không thích hợp thì người ta chọn chỗ khác. Đấy là ở cái mức độ cấp 3. Cấp 3 thì ví dụ có những cái người ta có những cái bệnh ở cái chỗ lạnh thì cái chỗ nào nó trống trải, có gió vào là người ta sẽ bị ốm, người ta sẽ không có thực hành được. Hoặc là ở cái chỗ nào nó nóng quá, cơ thể người ta không chịu được. Những người béo phì, người ta ở cái chỗ nóng quá mồ hôi nhã rồi không chịu. Người thì người ta có thể chọn một cái chỗ ở phù hợp với người ta. Đấy là những người hạng cấp 3. Thì người ta đến xem trước. Cái hạng cấp 3 này thì chọn chỗ thì nó hơi ấy rồi. Thì cái hạng này hơi khó khăn về cái chỗ ở. Còn là ở chỗ nào cũng được, thì không cần chọn. Còn nếu mà có những người ta tính là ở lâu dài, ở cái nơi đấy phải phù hợp cho mình hành thiền, hoặc nhỡ là mình đến cái chỗ đấy nó không phù hợp thì sao? Nơi nó quá ồn ào, quá gần đường đi, mình không có tu tập được, thì mình có thể chọn. Đấy là hạng cấp 3 về
khổ hạnh thứ 12 này. Cái lợi ích của cái khổ hạnh này, hạnh đầu đà này là ở cái hạnh này thì nó có cái lợi ích, đó là mình quan tâm được đến những người bạn đồng tu, quan tâm đến những người bạn đồng tu được. Tức là cái người này là không có sống, không cần phải tách biệt ý. Nhưng có những cái người người ta sống, người ta cứ thích sống tách biệt ở cái nơi độc lập, ở nơi một mình, thì người ta không cần biết đến những cái người xung quanh mình là đang vui, đang buồn, đang tốt xấu như thế nào. Còn cái người mà sống cái hạnh này thì là cái hạnh chấp nhận hòa đồng với mọi người, tức là ở đâu cũng được. Thì đôi khi là ở chỗ tập thể, có khi là ở chỗ riêng biệt, có khi là ở cùng với hội chúng, có khi là ở một mình. Bởi vì khi mà đã ở với mọi người thì mình phải quan tâm với mọi người. Nhưng nếu mà khi mà nó tùy từng trường hợp, cái cách xử sự của một cái người tu nó tùy từng trường hợp. Ví dụ như là mình ở một cái nơi biệt lập thì mình có thể lạnh lùng với mọi người được. Ở một cái nơi mà mình sống một mình, ở trong rừng mà mình có một mình một cái thất ấy, và mình muốn tu cái hạnh tịnh khẩu, tu cái hạnh độc cư, muốn chuyên tâm hành thiền, mình có thể gặp ai mình không cần phải nhìn, không cần phải hỏi han, không cần phải bắt chuyện. Nhưng mà khi mà mình đã sống ở một cái nơi có tập thể, một nơi có một cái hội chúng thì mình lại không được phép lạnh lùng. Lạnh lùng như thế sẽ làm tổn thương đến tâm lý của những người khác. Thì cái lúc này mình lại phải có một chút quan tâm. Những người mà sống tập thể với nhau trong ngôi chùa, mình phải quan tâm đến những người này cần cái gì, thiếu cái gì. Người nhất là những người mới đến, người đang gặp nạn động, mình phải quan tâm đến cái chỗ ăn, chỗ ở, để giới thiệu cho người ta cái chỗ này, chỗ kia, chỗ đi vệ sinh, chỗ đi phật thực, chỗ đi hành thiền, chỗ uống nước, chỗ rửa chân. Có rất nhiều cái phải quan tâm đến nhu cầu của người khác. Vì khi mà đã ở chung là nó phải thế. Ở chung là phải hỏi han tên tuổi, hỏi han địa chỉ, hỏi han về cái tuổi đời, tuổi đạo. Một chút phải có, không được nói nhiều, không quan tâm quá nhiều, nhưng không thể lạnh lùng được khi mà đã sống tập thể với nhau. Đấy là một cái cách sống đó. Và từ bỏ so đo cao thấp, mình không có nghĩ là mình là người cấp cao, mình cấp cao cấp thấp gì hết. Những cái người này là sống hòa đồng và dễ dãi, nên ở với tất cả mọi người đều được. Mình không nghĩ là tôi phải ở với người này mới xứng đáng. Tôi đi đến đâu thì tôi phải ở với bậc trưởng đạo, tôi phải ở cùng phòng với các bậc thiền sư, phải ở với những cái bậc cao nhân, không có ở với những cái người tầm thường. Đấy là từ bỏ cái sự so đo cao thấp, ở với ai cũng được, ở cùng phòng với ai cũng được, không có thua, không có so đo. Và bỏ được cái tâm thuận nghịch, bỏ được cái tâm thuận nghịch, tức là thuận với người này, nghịch với người kia. Tức là cái hạnh này là sống như vậy, không có được bè phái, không có được kết là mình chơi thân với người này, mình chống thuận theo cái bè phái này, chống lại cái bè phái kia. Nên mà mình hòa đồng tất cả như nước với sữa, hòa thuận chung chung đấy. Không có chỉ một nhóm này chơi với nhau nhưng mà không chơi với nhóm kia, nhóm này để thuận nghịch. Không phải là mình chỉ thuận theo nhóm này để chống đối với nhóm kia, không có bè phái. Nên mà phải tất cả mọi người phải bình đẳng, tức là sống khi đã sống tập thể là sống cả một cái tập thể là hòa thuận bình đẳng với nhau, không có a dua theo cái đám này, không có chỉ trích cái đám khác. Và đóng cái cửa tham muốn, mình không có tham muốn, không tầm cầu, không có muốn là mọi cái phải theo ý mình. Lúc đấy mình sẵn sàng chấp nhận, mình sống theo cái ý của người khác, chứ không có sống theo cái ý của mình. Khi mà một người sống ở tập thể như vậy, người đó sẽ quan tâm đến cái tâm của người khác. Mình biết được cái tâm của người khác đang có cái tâm gì, người ta muốn cái gì. Và mình lấy cái tâm của người khác giống như là làm cái tâm của mình. Mình biết là cái người này có cái tính như vậy, có tính cách như vậy, có cái ý muốn như vậy. Và thì mình cũng phải điều chỉnh cái tâm mình cho nó giống như là cái tâm của người kia, để cho hai người nó cùng một tâm,
thì nó dễ sống, còn hai người hai tâm là sẽ rất khó sống. Ví dụ như có cái người mà người ta thích đi ngủ sớm, nhưng một người thích ngủ muộn. Cái người thích ngủ muộn thì trong đèn thì làm cho người kia không ngủ được. Thế thì hai cái người này thì lúc đấy phải thuận theo cái người ngủ sớm đấy, thì mình cũng phải hình thành cho mình cái thói quen ngủ sớm để cho nó giống người kia. Thì như vậy thì để cái tâm người khác làm tâm mình thì nó không có cái chống, hai cái tâm nó không nghịch nhau, nó không có đối chọi nhau, nó không mâu thuẫn, không xảy ra những cái xích mích, những cái bất đồng, những cái bất hòa với nhau. Đấy là cái hạnh thứ 12, là ở chỗ nào cũng được. Còn một hạnh nữa. Còn một hạnh nữa, có học nốt không? Hạnh là để buổi sau. Học nó còn một cái đuôi dài dài. Học cho hết này sau học định nha. Hạnh thứ 13 là ngủ ngồi được rõ chỉ bằng lời phát nguyện. Tôi nguyện giữ hạnh ngủ ngồi không nằm. Cái hạnh này là cái người giữ cái hạnh này là không bao giờ người ta đặt lưng xuống cái chiếu, là chỉ có ngồi, ngủ thì sẽ ngồi. Người ta chỉ cái người mà đã thực hành cái hạnh này, họ chỉ có ba cái oai nghi: đi, đứng và ngồi. Người này chỉ có oai nghi đi, oai nghi đứng và oai nghi ngồi. Đêm người ta ngủ ngồi chứ không có ngủ nằm. Rất là nhiều người, kể cả bây giờ vẫn có rất nhiều người hành cái hạnh này. Ở bên trường thiền, các trường thiền ở bên Miến vẫn rất có thiền sinh hành cái hạnh này. Đêm chỉ tựa lưng vào trong tường và ngủ. Và tập cái thời gian đầu thì phải tựa lưng vào, ngồi trên ghế tựa hoặc tựa vào tường. Một thời gian sau khi nó quen đi rồi thì vị đó có thể không cần tựa vẫn ngồi được. Lúc đầu thì phải tựa. Có những vị thì phải buộc cái dây vào sau lưng. Khi ngồi có thể nó đập, nó vật ngửa người ra. Thì buộc dây vào, khi mà nó có ngã ra thì nó cũng đỡ lại. Đỡ lại, đỡ bị đập đầu xuống. Thì chỉ thấy một ngồi. Người mà đã hành cái hạnh của ngồi thì dễ, cũng dễ lắm. Ngồi đâu cũng được, ngồi dưới gốc cây được, ngồi dưới cánh đồng cũng được, ngồi trên ghế cũng được, không cần phải giường, không cần phòng cũng được, ở đâu cũng, ở nhà khách cũng ngồi được, ở ngoài công viên ngồi trên ghế đá ngồi được. Nếu thực hành cái hạnh này nó sẽ làm cho vị đó có được cái đời sống đơn giản, rất là đơn giản, chỉ có hành đi, đứng và ngồi thôi. Cái vị mà có cái đời sống khổ hạnh, cái đời sống hạnh tu cái hạnh đầu đà này mà rất là nổi tiếng, đó là ngài Ca Diếp. Mà thời đấy còn có ngài Bạc Câu Na, tôn giả Bạc Câu Na. Bạc Câu Na cũng là một cái người thực hành những cái hạnh đầu đà, thực hành hết cả 12 cái hạnh đầu đà, mà thực hành một cách tối thượng luôn, thực hành những cái pháp, những cái hạnh mà bậc thượng luôn, ngài Bạc Câu Na. Thế mà ngài sống tới 160 tuổi. Những người thực hành cái khổ hạnh thì người ta lại sống lâu. Còn những cái người mà cứ sống thích hưởng thụ thì thường hay chết sớm. Không hiểu tại sao. Thế nhưng ngài Ca Diếp ấy, ngài cũng là một bậc đầu đà đệ nhất, thực hành cả 13 cái hạnh đầu đà này ở cái pháp bậc thượng luôn. Mà ngài vẫn sống tới 120 tuổi hay là 150 tuổi, 120 tuổi. Thế ngài Đại Ca Diếp ấy, ngài tu hạnh đầu đà mà ngài sống lâu thế. Còn ngài Bạc Câu Na cũng là ở trong cái kinh hy hữu vị tàng hữu, tức là một cái bậc thực hành các cái hạnh đầu đà đến cái mức hy hữu hiếm có, mà ngài sống tới 160 tuổi. 80 tuổi ngài mới đi xuất gia tu có 7 ngày đắc quả a la hán. Đắc quả a la hán được, ngài vẫn giữ cái hạnh khổ hạnh ấy cho đến cuối đời, cho đến cái ngày cuối cùng, ngày cuối đời rồi. Cuối đời mới gọi mọi người đi từng cốc này, gọi mọi người này hiện ra
các vị hãy đến, hôm nay tôi sẽ nhập Niết Bàn, đi thông báo cho tất cả mọi người như vậy. Thì mọi người tập trung hết, đến rồi bắt đầu Ngài phải ra giữa trời người ngồi thiền. Ngài phải ra giữa trời người ngồi, Ngài phải nhập Niết Bàn. Còn có những cái vị thì tu đến cuối đời thì đó mới hỏi các đệ tử là từ trước đến giờ các vị thấy những cái vị A-la-hán nhập Niết Bàn trên tư thế gì? Các vị đệ tử nói là có những vị thì ngồi nhập Niết Bàn, có những cái vị thì đứng mà nhập Niết Bàn, có những cái vị nằm thì bị nhập Niết Bàn. Thế là cái vị thầy mới hỏi là thế các ông đã thấy người nào đang đi mà nhập Niết Bàn chưa? Điều đó chưa có. Nhưng mà hôm nay ta sẽ nhập Niết Bàn bằng trên cái tư thế đi. Trong cái lúc đang đi ta sẽ nhập Niết Bàn. Vì đó vẽ một cái vạch ở đằng trước. Vì đó nói là khi ta sẽ đi đến cái vạch kia, rồi ta sẽ quay lại cái vạch này. Và trong cái lúc mà ta quay lại đấy, ta vừa đi ta vừa nhập Niết Bàn. Khi ta đi đến vạch này là ta đã nhập Niết Bàn rồi. Và vì đó làm đúng như thế. Vì nó vừa đi vừa nhập vào Niết Bàn. Khi vì đó đến cái vạch đã vẽ trước và vì đó đã nhập Niết Bàn xong rồi. Thế là trong lúc bị nhập Niết Bàn trong tư thế đi được. Những cái người thực hành những cái pháp khổ hạnh, những cái pháp đầu đà này thì người ta có một những cái nghị lực người ta rất là mạnh. Nghị lực người ta rất mạnh, mình cứ sợ là tu đầu hà tu cái những cái khổ hạnh này thì mình chết sớm. Chết sớm là chỉ với những người không may mắn là bị hổ mồ rắn cắn, phi nhân ăn thịt hay là trúng gió. Đấy, cái người mà có thể trạng yếu quá thì có thể. Còn đa số những người mà tu một thời gian sau ấy, tự nhiên cái cơ thể nó thích nghi với thiên nhiên. Nó thích nghi với, nó tự động, nó điều chỉnh được. Những cái vị này thường ít bệnh, ít nạn, rất ít bệnh tật. Mặc dù sống rất đơn giản, rất là kham khổ, nhưng lại không có bệnh tật. Và sống tuổi thọ rất là cao. Ai muốn sống lâu thì cố gắng thực hành. Thực hành để hạnh ngồi được, có cây, có nghĩa địa, hành áo được. Cấp 1 là không được tựa lưng. Đấy là cái người mà thực hành cái hạnh khổ hạnh ngủ ngồi. Ở cấp 1 thì không có tựa lưng vào đâu hết, ngồi giống như ngồi thiền, giữ lưng thẳng. Cái người mà thực hành cái hạnh này lúc nào người ta ngồi thiền được. Ngủ đêm thì người ta chỉ cần chờ mát tí. Khi mà thỉnh dậy cái người ta chú lâm tâm vào đề mục của mình. Đấy, và cái người này sẽ có rất nhiều thời gian để ngồi thiền. Cho nên hầu hết những cái bậc tu hành, những cái vị mà tu các cái pháp đầu đà, những cái vị đấy thường có cái định lực rất là thâm sâu và hay có thần thông. Nên hầu hết những người ở tu khổ hạnh họ đạt được những cái năng lực thần thông rất là cao. Như Tôn giả Ca Diếp này, Đại Ca Diếp này có cái thần thông tam muội rất là cao, cái định lực rất là thâm sâu. Nhưng mà thần thông của Ngài rất là mạnh, rất là thâm sâu về thần thông. Người tu khổ hạnh thế sẽ thành tựu được những cái pháp rất là cao thượng. Thứ hai là có thể tựa lưng. Một số người thì tu ngồi không có được, cứ ngồi là ngã. Thì cái người này có thể tựa lưng vào tường, chỉ tựa mặt sau mà không có tựa hai bên. Đấy là cái cấp bậc 2 là người được tựa lưng. Còn ở cái mức độ cấp bậc 3 thì ngồi trên ghế tựa, có cái chỗ tì cánh tay giống như ghế bành này. Có hai chỗ cánh tay tì. Thì hai mình tì cánh tay lên đây là tự động nó giữ cho cái thân được vững. Lưng thì tựa ra cái tựa đằng sau, hai tay tì lên hai cái thành ghế này thì người đã không ngã được nữa. Thế đấy là mức độ cấp 3 thì có thể ngồi ghế và có cái cánh tay tì ghế bành. Còn đại đa số thì người ta ngồi tốt nhất là nên ngồi ở cấp 1, mà không thể được thì ngồi cấp 2. Có những người thì vì quá yếu cho nên là bằng thực hành ở cái mức cấp 3, ngồi trên ghế tựa và có chỗ để tì cánh tay. Đấy là mức độ cấp 3 của người ngồi. Cái lợi ích nó là không bị trói buộc bởi cái nạc thú nằm dài nghỉ ngơi và biếng nhác. Thì khi mà cái người nằm hay nằm thích nằm thì là cái người đó sẽ tham ngủ, tham nghỉ ngơi và sẽ sinh ra cái tâm biếng nhác.
nó tốn rất nhiều thời gian vào cái việc ngủ nghỉ. Những người ngủ ngồi thì người ta không có cái, người ta không có hưởng thụ cái sự ngủ nghỉ nữa. Cho nên là người ta có nhiều thời gian để hành thiền. Trước có một cái vị thầy thì vị này thì tu cái hành ngủ ngồi. Khi mà nuôi một đứa đệ tử thì cái đứa đệ tử ấy nó suốt ngày chỉ nằm, nó cứ nằm hoài. Thế người thầy nó nhắc nhở cái dạy bảo này, con mà nằm nhiều như thế là sau này thành rắn đấy. Thế này cái đứa ấy nó lại nói là thầy mà ngồi nhiều như thế sau này thầy thành cóc đấy. Nếu mà một cái người mà thực hành được cái hạnh ngủ ngồi chẳng hạn, ngồi không nằm, nhưng vị đó mà ngã mạn với cái hạnh của mình, chấp thủ với cái hạnh của mình, vị đó có tà kiến, thấy mình thực hành được cái hạnh này rồi là tưởng mình là cao siêu lắm, thích thú say đắm, thì nó lại không có lợi ích, thì cái hạnh đấy nó trở thành không có lợi ích, vị đó luôn luôn ngã mạn tự cao. Là ta làm được một cái việc mà người khác không làm được. Vì vậy cho nên là nhiều người người ta thực hành cái hạnh này, nhưng mà như chưa có hai vị tỳ kheo mà thực hành, có một vị thì một vị thực hành cái hạnh đấy. Về đêm khi mà ngủ ở trong phòng, vị đó chờ cho mọi người ngủ hết rồi vị đó mới ngồi dậy. Vị đó sẽ ngủ ngồi. Và một cái hôm đấy thì có cái trời mưa, nó có cái tiếng, có cái chớp nó nhóe sáng lên. Và cái vị sư đệ ở bên mới thấy vị này sư huynh mình đang ngủ ngồi, và vị sư đệ mới hỏi: ồ thế ta sư huynh đang thực hành cái hạnh đầu đà ngủ ngồi à? Và cái vị đấy khi mà biết là có người biết mình đang ngồi thì vị đó lại nằm xuống, tức là vị đó thực hành cái hạnh ngủ ngồi nhưng lại không muốn để cho người khác biết, không muốn để cho người khác biết là mình đang thực hành cái hạnh ngủ ngồi này. Và thường thường người mà bắt đầu tu cái hạnh gì mà trong cái lúc mà cái lúc mới bắt đầu thực hành thì cái vị đó không có thể hiện nhiều, vì thể hiện biết đâu sau này mình có tiếng mà mình lại không có thành, không có có tiếng mà nó không thật, mà cái tiếng ấy mà người ta đồn nói ô cái vị này có cái hạnh cao thượng lắm, cái vị đó cũng có thể ngủ ngồi được, nhưng biết đâu vị đó chỉ ngủ ngồi được có 3 đêm, đêm thứ 4 là nó mệt quá lại phải nằm ngủ, không có thành tựu. Cho nên là khi mà nó chưa thành tựu, thực hành một cái pháp gì nó chưa thành tựu thì thường thường người ta không có, người ta không có thể hiện, không thể hiện được người khác thấy. Mình người ta phải đề phòng nó, cái pháp mình tu nó sẽ thất bại, nó không được duy trì được lâu dài. Sau này nó có cái danh hữu danh vô thực. Và nó sẽ an trú trong cái đề mục thiền. Để an trú người ngồi thì lúc nào cũng hành thiền được. Nhưng mà cái đêm hôm đấy nó trời trời không có ngủ được kìa. Mà tức người ngồi thì bao giờ cũng ngủ rất là ít, ngủ rất là ít, cho nên là vì nó có thể ngồi thiền suốt đêm. Cho đến khi nào thì nó muốn ngủ thì nó xả thiền, tại vì nó chợp mắt tí, sau đó vì nó lại tiếp tục chợp mắt một tí, sau đó vì nó tỉnh dậy cái vì nó lại an trú và đề mục thiền luôn. Và vì nó sẽ an trú trong thiền liên tục được. Nhưng với một số người mà đang thực hành thiền mà chưa đắc thiền ấy, mà thực hành cái pháp ngủ ngồi này thì nó sẽ làm cho cái vị đó đến lúc ngồi thiền cái tâm nó lại, cái chánh niệm lại bị yếu, bởi vì là người đã ngủ ngồi là sẽ thiếu ngủ, thiếu ngủ là khi hành thiền hay bị ngủ gật, nên là rất nhiều người thực hành cái hành ngủ ngồi đến lúc ngồi thiền cứ gật bên trái bên phải là bị thiếu ngủ. Khi nào mà đắc thiền định rồi thì mình đâu có thể thực hành cái hạnh ngồi dễ dàng được, có nhiều thời gian để an trú ở trong thiền. Còn người mà đang tập, đang vào, đang trong cái giai đoạn phát triển vào các tầng thiền thì chưa vội thực hành cái pháp ngủ ngồi, để mình ngủ nằm để nghỉ ngơi cho thân thể nó được nghỉ ngơi, được một giấc ngủ sâu thì hôm sau cái chánh niệm nó sẽ mạnh hơn. Còn một người mà tu lâu năm rồi mà vẫn không đắc thiền thì cứ ngủ ngồi được, có thể nó do rể rui ngủ nắm, nó say lắm với cái ngủ nghỉ, vì đó nên ngủ ngồi để cho cái tâm nó thức tỉnh, cái tâm nó tinh tấn. Cái người ngủ ngồi thì dễ tinh tấn và phát triển các cái hạnh tu, phát triển về các cái hạnh thành thiền, tu giới định tuệ nó rất là dễ dàng.
lợi ích của cái hạnh ngủ ngồi như vậy. Hết 13 hạnh nhé, 13 cái khổ hạnh. Khổ hạnh thứ 13 đó là cái hạnh ngủ ngồi. Thế là hết cả 13 cái hạnh đầu đà. Nếu muốn thọ đầu đà thì thọ, thì có nghĩa là đêm nay không ngủ, ngồi suốt đêm, người đó thọ đầu đà. Có 3 cái tánh trong cái sự tu khổ hạnh, đó là tánh thiện, tánh bất thiện, tánh duy ta. Trong các cái hạnh đầu đà có 3 cái tánh là thiện, bất thiện và duy tâm trong 13 cái khổ hạnh đầu đà. Thì tất cả khổ hạnh đầu đà của phàm nhân, phàm phu và các bậc hữu hạnh thì nó thuộc về thiện nghiệp. Tức là một những người đang thực hành cái hạnh đầu đà đấy là một người đang thực hành các cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp bởi vì là mình lúc đấy mình khước từ những, mình sống chi túc, khước từ những cái tâm tham ái, tham dục, đắm nhiễm. Thì khi mà một người thực hành hạnh đầu đà nó giống như những người giữ giới chi túc, giữ giới mà chế ngự các căn ấy. Đấy, thì cái người khổ hạnh đầu đà là cái người chi túc trong các cái vật dục. 4 cái khổ hạnh này, 13 cái khổ hạnh này nó chỉ liên quan đến cái ăn, cái mặc, cái ở và cái ngủ nghỉ, 4 cái đấy mà thôi. Và mình là một cái người chi túc trong 4 cái đấy, tức là sống với cái mức gọi là với cái nhu cầu ở cái mức ít ỏi nhất, tối thiểu nhất, tức là làm sao mà những cái nhu cầu về ăn mặc ở đấy nó càng đơn giản thì càng dễ thực hành các cái pháp thiền. Mà mình càng tầm cầu, mình càng cầu kỳ, càng đòi hỏi muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn ở sang trọng thì những người đấy sẽ ở trong sinh tử lâu dài và thực hành pháp rất là khó khăn. Mình bị đắm nhiễm vào những cái pháp này, tham còn tham ái, còn đắm nhiễm, còn phóng dật, nên có nghĩa là mình còn thích hưởng thụ các cái dục lạc cái trần gian. Còn cái người này là khước từ cái sự hưởng thụ các dục lạc cái trần gian, người đó mới đi phát nguyện thực hành các cái pháp tu khổ hạnh này, các cái pháp đầu đà này. Đầu đà đấy thì là một cái thiện nghiệp, cái thiện nghiệp dục giới. Đối với bậc A-la-hán thì nó thuộc về duy tát. Đối với các cái bậc A-la-hán mà tu các cái hạnh, khổ hạnh thì nó không tạo ra thiện nghiệp, nó cũng không tạo ác nghiệp, mà nó chỉ là một cái nghiệp vô hiệu quả, một cái nghiệp thuộc về vô ký, duy tát này, nó không để lại nghiệp gì hết. Các cái vị A-la-hán có thể sống ở những cái nơi đầy đủ sung túc, vị đấy cũng không nhiễm. Mà sống ở những cái nơi khổ hạnh, những cái nơi trở ngại, vị đó cũng không có, vị đó cũng không bất mãn. Các vị A-la-hán thì rất là tự tại. Vị đó có thể sống ở cái nơi đầy đủ vật dục, vị đó cũng không bị nhiễm vật dục. Sống ở những cái nơi thiếu thốn, vị đó cũng không có khó chịu, không có tầm cầu, không đòi hỏi. Vậy thì vị A-la-hán mà thực hành các cái pháp khổ hạnh đầu đà thì đó là những cái pháp duy tăng, không có cái nghiệp thiện hay bất thiện ở trong đời. 13 khổ hạnh này không thuộc về bất thiện vì có sự rũ bỏ lòng tham mà phát nguyện tu thọ trì. Các cái pháp khổ hạnh của ngoại đạo thì nó thuộc về bất thiện. Như những cái người ngoại đạo họ tu, họ mở mắt họ nhìn mặt trời cho đến khi nào nó bị mù mắt thì thôi. Có những cái người ta tu như vậy, người ta muốn cho đuôi hết các căn. Có những người ta nắm hai cái bàn tay vào nhau và người ta cứ nắm như vậy ngày này qua tháng nọ cho đến khi cái móng tay nó mọc ra, nó đâm thủng từ phía trước bàn tay sang phía sau bàn tay. Đấy là họ thích hành những cái pháp khổ hạnh, chỉ những cái pháp đấy thuộc về bất thiện. Sau này khi họ nghĩ rằng làm như vậy, thực hành những cái khổ hạnh như vậy để khi chết họ được sinh thiên, thì ngoại đạo họ cứ mong cầu sinh thiên. Nhưng mà cái con đường sinh thiên của họ bị sai lầm, họ hiểu sai về cái pháp sinh thiên.
và họ cứ tu khổ hạnh. Hoặc là trời lạnh thì họ xuống nước họ tắm, trời nóng thì họ ra mặt trời họ phơi nắng, hoặc là có khi thì họ đứng một chân 7 ngày 7 đêm hoặc 1 ngày 1 đêm. Thì cả thời bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn có những người họ tu cái hạnh này, cái hạnh nhìn mặt trời, cái hạnh tắm sông Hằng, cái hạnh đứng một chân. Có những người họ suốt đời họ đứng một chân, họ ngủ bằng một chân, giống như con vịt ngủ nó co một chân lên, đứng một chân ngủ suốt đêm. Thì bây giờ những người tu khổ hạnh của ngoại đạo họ vẫn thường hành, và có người hành hạnh con bò, họ có người hành hạnh con chó, ngồi như chó, ăn như chó, quăng cái đồ ăn xuống đất họ mới ăn, đẹp trên bát không ăn. Thì những cái nỗi khổ hạnh đấy sau này họ sinh làm bò, sinh làm chó, sinh làm vào cái cõi ác. Còn cái nỗi khổ hạnh của các cái pháp đầu đà này thì không có những cái bất thiện đấy, mà đây là vì cái sự rũ bỏ lòng tham mà phát nguyện thọ trì cái khổ hạnh này. Vì để đối trị với cái tâm tham, vì để diệt trừ cái tâm tham, thì cái người mà tình nguyện bỏ, rũ bỏ cái đời sống đấy, thì cái tâm nó rất là tự tại, nó không có tham đắm, không ái nhiễm, không đắm trước và những cái vật dụng nữa. Cho nên là người ta dễ phát triển những cái tâm lên cao thượng, cái đời sống cao thượng. Cái tâm này là tâm thiện. Bốn cái hạng người với khổ hạnh đầu đà, đó là có người tu khổ hạnh nhưng không giảng nói về khổ hạnh. Đó là tôn giả Bạc Cô Na. Tôn giả Bạc Cô Na sống 160 tuổi, tu khổ hạnh mức độ tối thượng, nhưng mà vì đó không bao giờ đi giảng về cái khổ hạnh, không bao giờ khuyến khích ai tu khổ hạnh như mình. Vì đó chỉ biết âm thầm tu cái khổ, tu cái 13 cái khổ hạnh đấy. Đó là một người tu khổ hạnh nhưng không giảng nói về khổ hạnh, không có truyền bá cái dạng cái khổ hạnh để cho ai cả. Ai muốn hành thì đến học với Đức Thế Tôn. Có người giảng nói về khổ hạnh nhưng không tu khổ hạnh. Thế bây giờ rất nhiều giảng nói về khổ hạnh nhưng không tu khổ hạnh, như là người ngồi đây, ngồi trên ghế này, nói giảng khổ hạnh nhưng mà có tu được khổ hạnh nào đâu. Thế thì cái người giảng nói về khổ hạnh nhưng không tu khổ hạnh, thế là để giảng pháp thôi. Có người, rất là nhiều người giảng kinh, giảng một, giảng luôn, nhưng mà không có thực hành. Cái người đấy vẫn có cái công đức của cái sự giảng, biết đâu có người khác nghe thích thì thực hành thì sao. Chúng ta mai mốt để có người thực hành khổ hạnh thì sao. Như bây giờ người ta giảng kinh thông ở trong radio hay ở trong đài, cái đài nó giảng pháp là văn tu được pháp. Người vừa tu vừa giảng nói về khổ hạnh thì đây là ngài Xá Lợi Phất. Như ngài Xá Lợi Phất, ngài cũng tu các cái khổ hạnh này, 13 khổ hạnh này ngài tu, và ngài cũng thuyết giảng khổ hạnh, khuyến khích mọi người tu tập theo cái pháp khổ hạnh này cũng rất là nhiều. Như thời Đức Phật thì cái hạnh mà ngủ ngồi, nhất là cái hạnh ngủ ngồi và những cái đời sống mặc y phân tán, cái đời sống mà xin ăn tức là đi khất thực từ nhà, mặc áo rách rưới, mặc áo bằng vải vụn và ngủ ngồi thì rất là phổ thông về cái các vị tỳ kheo thời Đức Phật, rất là phổ thông. Thế là thời Đức Phật đi đến những, cho nên là Đức Phật với các tỳ kheo đi du hành khắp nơi trên xứ sở Ấn Độ, đi khắp từ nơi này sang nơi khác, mà đâu có phải đi đến đâu cũng có chỗ mà ngủ đâu. Có thể là đi xong là ngồi bên ven đường, ngồi bên dưới hàng cây. Cho nên là cái thời đấy hầu hết các vị đều thuần thục cái pháp ngủ ngồi và thuần thục các cái pháp đầu đà này. Thời Đức Phật, các vị đệ tử của Đức Phật, cả Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật đều thuần thục những cái hạnh đầu đà, sẵn ngồi đâu, cho nên ở đâu cũng được. Cho nên là Đức Phật đi du hành khắp nơi được, đi độ chúng sinh, đi giáo hóa chúng sinh ở khắp mọi nơi. Và vì không có bận, vì không phải lo lắng gì về ăn, vì ôm bát đi xin rồi, không phải lo lắng gì về mặc, nhặt mấy cái vải vất ở bên đường ấy, khâu lại làm y, không phải lo lắng về chỗ ở, ở ngoài trời cũng được, ở gốc cây cũng được, ở trong rừng cũng được, có chỗ nằm cũng được mà ngồi cũng được. Người tu khổ hạnh rất là hay. Vừa tu khổ hạnh vừa rằng nói về khổ hạnh
như là ngài Xá Lợi Phất, người không tu khổ hạnh và không giảng nói về khổ hạnh, người không tu và không giảng nói về khổ hạnh, thì cũng có nhiều vị tỳ kheo cũng không tu về khổ hạnh, không giảng về khổ hạnh, bởi vì khổ hạnh này nó không phải ai cũng thực hành được, nó phù hợp với một số người, những người có cái thể trạng tốt, có cái tinh tấn thì có thể thực hành khổ hạnh. Có những người tu khổ hạnh là nó sẽ bệnh tật nó sinh ra, nó đau yếu trầm trọng, ăn không ngon ngủ không yên, thì hành thiền cũng không đắc thiền được, thì những người đó không cần phải tu. Muốn người tu khổ hạnh như thế, có năm pháp câu hữu với khổ hạnh, đó là ít muốn. Ít muốn ở đây có nghĩa là không có tham, vô tham, biết đủ, biết đủ là cũng là vô tham, biết ni, biết ni cũng là vô tham, độc cư, độc cư là vô si, mình là vô si. Cái có được nhờ các thiện pháp ấy đó là trí tuệ. Năm pháp câu hữu ích của hạnh, đó là ít muốn, biết đủ, biết đi, độc cư và cái trí tuệ có được nhờ cái sự khổ hạnh đấy mà thành tựu được cái chánh trí. Không phải là mình tu khổ hạnh, không phải là tu khổ hạnh để cho được mọi người khen, nhưng mà cái áo rách này ra đường để cho mọi người tôn trọng, ồ này chân tu quá, mà cái áo rách không có, nó không rách thì phải khoét ra một lỗ để bán lại để cho mọi người thấy là mình mặc áo rách. Không phải là vì sự cung kính, không phải là vì sự cúng dường, không phải là vì danh lợi mà tu khổ hạnh, mà là vì cái tâm vô tham mà tu khổ hạnh. Đó là ít muốn, biết đủ, vô tham, biết ni, độc cư là vô si. Và cái mục đích của sự thực hành khổ hạnh này là để thành tựu được trí tuệ giải thoát, tức là nhờ tu khổ hạnh này để nhanh chóng dễ dàng đắc được các cái tầng thiền. Khi mà đắc tầng thiền định rồi thì phát triển các cái tầng thiền tuệ để mà chứng được đạo quả. Vậy thì cái mục đích của người tu khổ hạnh là phải để chứng được các cái pháp thượng nhân, chứ không phải là vì tầm cầu mấy cái giả tạm ở thế gian. Nhưng mà bây giờ kiếm được cái hang đá rất là khó. Không phải ở đâu cũng có hang đá. Hang đá tự nhiên thì hiếm, mà có khi trong hang đá nó lại không phù hợp ấy. Có thể là ở cái nơi mà có hang đá thì nó quá xa, không có phù hợp để đi phân thực. Hoặc là có những cái hang đá nó ẩm ướt, ngồi thiền nó cũng, cái khí nó cũng nặng nề. Hoặc là trong hang đá nó có cọp heo nó ẩm, vào đấy mình tranh chỗ của nó không được. Còn nếu mà để đục một cái hang đá nó cũng khó. Nếu mà có cái hang đá nào mà phù hợp thì vẫn có thể tu được, nhưng mà nó không nằm ở trong những cái pháp khổ hạnh này. Người mà ở trong hang đá là người đã ở trong một cái ngôi nhà quá kiên cố này, người trong đấy thì quá yên tâm này, ngủ dài, ngủ ngon, mưa nắng tới đầu, mình không đi đâu mình không thể mang cái hang đá đi được, thì nó sẽ bất tiện, mình sẽ dính mắc cái hang đá đấy. Cho nên mình tu các cái pháp khổ hạnh thì nó tự tại hơn. Ở đâu cũng được, ngủ đâu cũng được, gốc cây ở đâu nó cũng có, rừng ở đâu nó cũng có. Thì cho nên là cái ở hang đá không được xếp vào cái đầu đà, cái hạnh đầu đà. Bây giờ có hang đá mà ở là một cái chỗ ở cao cấp, không có. Đấy, hạnh đầu đà. Cái pháp độc cư, độc cư này có nghĩa là ở an tịnh một mình. Ở an tịnh một mình này thì nó được gọi là cái hạnh vô si, bởi vì không có bị ràng buộc, không có bị quấy nhiễu bởi những cái người khác, không có sinh ra cái tâm tham đắm chấp thủ. Vô si thì là cái người đó không bị trói buộc, không bị ràng buộc bởi hội chúng. Người sống đời sống độc cư đó là người đó không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện,
không có nói những cái chuyện không đáng nói, không ưa thích những cái nơi ồn ào. Đấy là cái người đấy là cái nó phù hợp với cái hạng người có trí tuệ, mới thích sống độc cư. Còn cái người không có trí tuệ là thích hội chúng, thích đồ chúng và thích nói chuyện nhảm nhí vô ích. Thì những cái đấy thì nó ngược lại với trí tuệ. Sống độc cư thì sẽ tạo ra được sự vô si, trí tuệ. Và cái có được nhờ các thiện pháp của ít muốn biết đủ đấy thì nó sẽ tạo ra được cái chánh trí. Đó là nhờ năm cái pháp cầu hữu với độc cư. Hạng người nên tu khổ hạnh. Nếu là cái người tham và si vì khó tu nên không có tham. Hạng người nên tu khổ hạnh là với người nhiều tham và si thì nên tu khổ hạnh đầu đà này. Bởi vì cái tu cái pháp đầu đà này nó rất là khó tu, cho nên người ta không có tham với cái pháp. Cho nên có rất nhiều người ta sẽ tham với những cái pháp tu, những cái pháp tu nào nó dễ tu thì người ta sẽ bị tham vào pháp. Nên có người ta tham ái với pháp. Còn đối với cái pháp đầu đà khổ hạnh này, không ai người ta tham. Người ta tham với pháp này. Tôi tham mặc y rách rưới, tôi tham ăn cái đồ khó ăn, tôi tham ở những cái nơi không, tôi tham ở những cái nơi đồng vắng vẻ này, gốc cây chứ gì, không ai người ta tham cái đấy. Người ta không bị dính mắc vào cái pháp nữa. Thì có người là tham pháp, nhưng cái pháp này nó làm cho người đó không có tham với pháp. Vì cái pháp nó rất là khó tu nên không tham. Vì cái pháp này phải luôn luôn tinh tấn cho nên người không có si. Cái người si là cái người rể ruôi thì nó dễ sinh ra cái phóng dật lười biếng thì thích ăn thích ngủ thích rong chơi thì cái tâm ấy là tâm si. Còn cái người mà thực hành cái pháp này thì luôn luôn tinh tấn, cái hạnh đầu đà này nó gắn liền với tinh tấn. Đã thực hành cái hạnh này là cái người đó nó tự động cái người đó sẽ thể nhập với tinh tấn. Vì cái người cái hạnh đấy, khi thực hành cái hạnh đấy là thực hành đang tinh tấn. Vậy thì người thực hành cái hạnh đấy, đầu đà là luôn luôn phải tinh tấn, không phải dễ dàng mà tu được cái hạnh đầu đà. Vậy thì cái người nào mà có thấy mình có cái tâm tham nó nặng và tâm si nặng thì cái người đấy sẽ rất phù hợp với người với các cái pháp đầu đà. Người tham, ví dụ mình thích tham y đẹp, thích tham mặc đẹp, thích tham ăn ngon, thích tham chỗ ở sang, thích tham ngủ tham nghỉ, thì tu các cái hạnh đầu đà này thì nó không có cơ hội để cho các cái tâm tham nó khởi lên nữa, không có khởi lên được. Và cái người si thì đờ cái tâm nó đờ luôn bị hôn trầm đờ thì cái người đấy mà thực hành cái pháp này thì sẽ luôn tinh tấn, thì tinh tấn nó sẽ diệt trừ cái si, nó sẽ trở thành người lanh lợi luôn. Người ù nì mà chỉ thích ăn thích ngủ là nó si nó nặng, thích ngủ nghỉ nhiều thì thực hành cái hạnh này nó sẽ không có cơ hội cho cái tâm si nó đến. Đấy, là cái đặc biệt nó có giá trị và lợi ích đối trị với tâm tham và si. Với cái hạnh ở rừng và gốc cây với thì sẽ phù hợp với người có tâm sân. Vì mà cái người ở trong rừng thì nó không có người khác, không có đụng chạm với ai, ở dưới gốc cây mà riêng biệt không đụng chạm với ai, không có cái người nào để mà xung đột, không có xung đột với ai trong rừng hết rồi. Như một cái người mà đang ở trong nhà thì nghe cái tiếng cốc cốc ngoài cửa, mà đứa nào đến làm phiền tao đấy, tao mà tức ra chết với tao. Thì ra đến nơi thấy gió nó đập cái cành cây, mình nó lại bật cười. Ồ, thế mà mình cứ tưởng ai. Và giá lúc đấy ra mà có người là mình nó sẽ tóm cố đánh nhau, mình nhìn một trận. Mà khi mà thiên nhiên nó làm ra những cái tiếng động thì không sao hết. Nhưng bây giờ mà có ai mà đến giữa nhà mình thì mình sẽ đến tận nhà mình sẽ báo trả thù cái nhà đấy đến nơi đến chốn. Nhưng mà bây giờ gió quật đổ nhà đấy, một cơn bão nó bể hết nhà này. Thì bây giờ mình có đâu có than trách được ai đâu. Thì sống ở trong rừng là sống với thiên nhiên. Thì thiên nhiên nó muốn làm gì mình cũng không bao giờ tức giận với thiên nhiên cả.
Mình đang ngồi đây mà có một cơn gió, gió lạnh thấu xương nó thổi qua thì mình vẫn mỉm cười, ồ thì đã ta thực hành được cái pháp sống với thiên nhiên nó là như thế, thật vi diệu như thế này. Một cơn mưa nó xuống nó làm cho mình rét buốt, mình cũng vẫn thản nhiên, không có tức giận. Nhưng mình sống ở chỗ người khác, người khác chỉ cần làm một chút gì đụng chạm đến mình là mình sẽ nổi sợ. Không hiểu tại sao, mà sao thiên nhiên nó có thể làm bất cứ cái gì mình cũng không có tức bực. Mà nếu mà là một người khác làm trái ý mình một tí là mình sẽ rất là khó chịu, rất là tức bực, rất là sân hận. Thế thì cái người đấy vào trong rừng mà sống thì chẳng có cái gì để mình sân hận hết, không có tức tội nha. Thì rừng chỉ có cỏ cây hoa lá đất trời dưới gốc cây thôi. Người có nhiều tâm sân thì ở rừng và gốc cây là phù hợp. Ba khổ hạnh chính đó là cắt thực từng nhà. Cái khổ hạnh có ba khổ hạnh chính vì nó chỉ liên quan đến đến cái thức ăn, là một khổ hạnh liên quan thức ăn, một khổ hạnh liên quan đến chỗ ở, một khổ hạnh liên quan đến ngủ nghỉ. Thế mà ba cái khổ hạnh chính, 13 khổ hạnh là mình chia chi tiết ra thành 13. Nhưng mà nếu mà mình thâu gọn lại 13 cái khổ hạnh mà thâu gọn lại thì nó chỉ có ba cái. Một là khất thực từng nhà, nó bao gồm cả đồ ăn khất thực, ăn bằng bát, ăn đồ ăn tàn thực và không ăn tàn thực. Khi mình đã khất thực từng nhà rồi thì gồm ăn khất thực thì có nghĩa là mình đã là cái hạnh đi xin ăn rồi nhé. Khi đã đi khất thực thì mình phải ôm bát ấy, đó là mình đã ăn cái hạnh ở bằng bát. Khi mà đã khất thực rồi thì khi đủ rồi mình mới về mình ăn, thì mình không có ai tiếp thêm cái gì nữa cả. Mình đi ra ngoài mình ăn thì lúc đấy nó cũng bao gồm luôn cả cái hạnh không ăn tàn thực. Bây giờ đây tiếp không nghe thôi. Thôi ha. Còn tí chút để hôm nào tiếp nhé. Dài lắm con. Quên mất của hạnh. Hồi gương ha. Hidam punyam asavasadam vaham hotu. Hidam punyam nibbanasa pajjaso hotu. Mama munya bhavam sapasatthanam pajjema Te sape me samam punyabhagam nabhantu sadhu sadhu sadhu.